Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Mẹ Khờ của tác giả Hoàng Chi. Phần kết rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở một tụ điểm khác, bà Liễu cùng Ánh Mai cũng về đến nơi. Đôi chân cô gái trẻ lúc này đã thấm mỏi. Vừa mở cánh cửa phòng, Ánh Mai để đồ sang một bên, vội vàng ngả lưng xuống giường rên rỉ. Mệt quá, đã quá. Hành động vô tư này khiến bà Liễu dường như khó chịu. Bà nghiêm giọng nhắc nhở. Ánh Mai nhận ra thì vội vàng bật dậy. Con xin lỗi cô, tại đi nguyên ngày con hơi đuối. Bà Liễu dịu giọng ngọt ngào. Lần sau nhớ giữ ý tứ chút là được. Dạ. Ánh Mai đảo mắt nhìn sang túi đồ, sắc mặt liền thay đổi, vui mừng hớn hở. Con cảm ơn cô vì đã đưa con đi mua sắm, nhưng con chưa được đi làm. Cô gái chưa kịp dứt lời, bà Liễu đã đọc được dòng suy nghĩ của Ánh Mai. Bà an ủi vỗ về bằng những lời mật ngọt. Con đừng suy nghĩ nhiều, số đồ này có là bao. Xem như cô cho ứng trước vài bữa, vào làm có tiền thì trả cô sau. Chiêu trò đầu tư để sinh lợi nhuận của má mì đã làm động lòng cô gái quê. Ánh Mai không ngừng cảm kích, biết ơn kẻ sắp hãm hại mình. Cô cúi đầu nhỏ giọng. Con cảm ơn cô, nhất định con sẽ làm kiếm thật nhiều tiền để trả cho cô. Bà Liễu mỉm cười. Thôi, con nghỉ sớm đi. Vừa quay mặt đi, sắc thái gương mặt tú bà liền thay đổi, nhếch miệng cười đắc ý với chiến lợi phẩm trong tay. Một tuần sau, thời gian nắn nót nghỉ dưỡng đã qua, bà Liễu dần lộ rõ ham muốn. Những ngày qua, Ánh Mai đã tiêu không ít tiền của tú bà. Làm ăn phải sinh lợi nhuận chính là mục tiêu bà Liễu đặt ra, và Ánh Mai, con cừu non ngây thơ, sẽ là con mồi tiếp theo bà ta dùng để kiếm tiền. Cô dường như đang chìm vào giấc mộng thiên đường, mải vui đắm bên những chiếc đầm chiếc váy, được ngủ trong phòng máy lạnh, được đi mua sắm làm đẹp. Khoảng thời gian đó, người mẹ ở nơi quê nhà đang chật vật vì nỗi nhớ nhung con. Ánh Mai dường như đã quên mất tâm người mẹ khờ hết mực yêu thương cô vẫn đang từng ngày trông ngóng chờ mong. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, bà Liễu bước vào. Con ngủ chưa? Ánh Mai lồm cồm ngồi dậy. Dạ chưa. Bà Liễu tiến đến nhẹ nhàng vén sợi tóc che đi gương mặt thanh tú của cô gái, không ngừng tặc lưỡi suýt xoa. Gương mặt xinh đẹp này nếu không được đầu tư đúng cách thì quả là đáng tiếc. Cũng may cô còn có cặp mắt tinh tường nhìn đâu chung đó. Giờ vô tay cô rồi, cô sẽ giúp con. À mà cũng giúp cô, chúng ta cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Thái độ của bà Liễu làm Ánh Mai cảm thấy hoảng sợ. Ý cô là sao con không hiểu? Sợ vuột mất con mồi, bà Mai liền thay đổi sắc thái, dịu giọng nói. À không, ý cô là sẽ giúp con kiếm thật nhiều tiền. Dạ. Dù mỉm cười nhưng trên gương mặt cô gái trẻ vẫn còn lộ ra vẻ hoang mang, lo lắng. Ánh Mai liền gặng hỏi. Khi nào thì con được đi làm vậy cô? 2 ngày sau. Thật hả cô? Bà gật đầu như khẳng định lời nói. Sự vui mừng hớn hở nhanh chóng thay thế bằng nỗi hoang mang. Ánh Mai nắm lấy tay bà Liễu cúi đầu díu dít. Con cảm ơn cô, cuối cùng thì con cũng được đi làm rồi. Nụ cười chưa kịp tắt, dường như cô gái đã phát giác được điều gì. Cô ngập ngừng thắc mắc. Ủa, mà con làm công việc gì vậy cô? Câu hỏi được lặp lại, bà Liễu cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Đó chẳng khác gì câu cửa miệng mà mỗi cô gái quê khi vừa chân ướt chân ráo lên Sài Thành đều hỏi trước mặt bà, và Ánh Mai cũng không ngoại lệ. Do đã quá quen, bà Liễu không cần suy nghĩ, câu trả lời cũng có sẵn ở cửa miệng. Ừ thì cô đã nói việc nhẹ lương cao, con chỉ ngồi không cần động tay chân cũng có tiền.
Nghe xong Ánh Mai càng thêm thắc mắc, cô tiếp tục hỏi. Công việc gì mà sung sướng quá vậy cô? Ngồi không cũng có tiền. Bà Liễu mỉm cười gật đầu. Ừ, chỉ ở chỗ cô mới có. Còn đúng là may mắn đó nha. Ngay sáng mai, cô sẽ cho người đến dạy con học việc. Dạ. Ừ, vậy thôi, không còn chuyện gì nữa. Con ngủ sớm đi. Ngủ sớm da rẻ hồng hào mới có thể kiếm thật nhiều tiền được nha con. Dứt lời bà Liễu đứng dậy rời đi. Đôi mắt của gái trẻ dõi theo, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Công việc gì kỳ lạ vậy ta? Con nhặt xác mới có thể kiếm tiền được. Một loạt câu hỏi ngu ngơ được đặt ra trong đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, Ánh Mai đứng dậy đóng cửa phòng, tắt đèn đi ngủ. Như lời đã hứa, đúng hai hôm sau, Ánh Mai được bà Liễu tạo công ăn việc làm. Cô đang ngồi sửa soạn trong phòng thì bà hí hửng đi vào. Con chuẩn bị xong chưa? Lần đầu ăn mặc thoáng mát, lại thêm lối trang điểm sắc sảo trên gương mặt, khiến Ánh Mai cảm thấy chưa quen. Cô ngượng nghịu soi gương liên tục. Đúng lúc nhìn thấy bà Liễu, Ánh Mai liền gặng hỏi. Làm công việc gì mà cần phải ăn mặc trang điểm đẹp vậy hả cô? Con có thể không làm vậy được không? Con nhìn mình không quen cho lắm. Bà Liễu trả lời gắt gỏng. Không được. Nhưng rồi chợt nhận ra Ánh Mai chính là người mới, cần có thời gian trau dồi. Tú bà liền thay đổi thái độ dịu dàng ngon ngọt. Dĩ nhiên là không được. Nếu con muốn kiếm tiền thì con phải nghe lời cô. Ăn mặc phải thật xinh đẹp lộng lẫy thì cơ hội kiếm tiền mới được nhiều nha con. Những lời nói ngọt ngào đã xoa dịu được lòng cô. Vì muốn kiếm tiền, Ánh Mai miễn cưỡng thay đổi bản thân, ép mình trong bộ quần áo gò bó khó di chuyển. Dạ, con hiểu rồi. Vậy không phải ngoan lắm sao? Con chuẩn bị nhanh lên, khách khứa đang ngồi chờ ngoài kia. Nói rồi bà Liễu quay người rời đi, bỏ lại Ánh Mai một mình trong căn phòng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, bà Liễu lại bước vào với gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ trên môi. Xong chưa? Khách đang đợi. Ánh Mai quay người nhìn sang. Dạ xong rồi cô. Bà Liễu mỉm cười, dán chằm mắt vào người Ánh Mai gật gù tặc lưỡi. Đẹp, được. Bà vội vàng kéo lấy tay cô. Đi thôi, khách đang đợi con ngoài kia. Ánh Mai tò mò. Mà đi đâu vậy cô? Thì đi làm, nhưng mà lẹ lên con. Bước chân chậm rãi, nỗi hoang mang lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Bà Liễu vui cười toe toét, riêng Ánh Mai trong lòng hồi hộp, đầu óc trống rỗng không một thông tin cụ thể về công việc, ngay cả bản thân đang đi đâu cũng mập mờ không rõ. Cả hai đi về hướng dãy nhà phía trước, bất ngờ bà Liễu sự người lại, quay sang Ánh Mai mỉm cười. Đến nơi rồi. Đây là nơi con làm việc sao cô? Bà Liễu gật đầu, Ánh Mai liền hỏi tiếp. Nhưng con làm gì bên trong? Vào rồi con sẽ biết. Nên nhớ lát nữa phải dịu dàng, ngọt ngào với khách nha con. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào căn phòng được đóng kín. Đột nhiên nỗi lo sợ ùa về. Ánh Mai cảm nhận được đôi bàn tay cô đang dần lạnh hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán khiến lớp phấn như muốn nhòe đi. Lòng cô không ngừng suy nghĩ. Đằng sau cánh cửa kia là công việc mình chuẩn bị làm hay sao? Bên trong đó là gì? Có thật sự là công việc đàng hoàng? Tú bà xoay nhẹ bàn tay, cánh cửa lập tức mở ra. Một không gian lung linh của những ánh đèn nhiều màu sắc bên trong. Các cô gái ăn mặc gợi cảm, đang hầu rượu bất ngờ lọt vào tầm mắt của Ánh Mai. Cô ngỡ ngàng sửng sốt chưa kịp quay đầu, đã bị bà Liễu kéo vào bên trong. Xin lỗi vì để các anh chờ lâu, thông cảm cho Liễu nha. Bà Liễu tiến đến cầm lấy ly rượu uống liền một ngụm, chốc lát số rượu trong ly đã cạn. Bà dốc ngược chiếc ly đặt xuống bàn như một cách thể hiện thành ý. Liễu đây đã uống cạn, chắc mấy anh cũng không hẹp hòi hờn đợi em út phải không? Một người đàn ông trong số ba người đang ngồi bất ngờ lên tiếng. Được rồi, cô Liễu quá nhiệt tình, tụi anh đây cũng không nỡ làm khó. Dứt lời ông ta đảo mắt sang nhìn Ánh Mai. Hàng mới hả? Nhìn tươi ngon đó nha cô Liễu. Bà Liễu mỉm cười đá mắt. Mới? Không những tươi ngon mà còn đậm chất mộc mạc miền Tây. Người đàn ông tỏ vẻ hứng thú. Dưới quê mới lên hả?
Đúng vậy, chỉ có ở quê mới được ngon như vậy thôi. Ánh Mai dường như không hiểu kiểu cách trò chuyện của những người sành sỏi làm nghề. Cô gái quê vẫn đứng đó ngơ ngác, đôi mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này bà Liễu tiến lại kéo tay Ánh Mai đi về phía ông khách, đang ngồi miệng lưỡi ngọt ngào. Đây là Ánh Mai, nhân viên mới của quán em, mong được mấy anh chiếu cố, ủng hộ con bé nhiều hơn. Nói rồi bà tiếp tục quay sang Ánh Mai. Chào mấy anh đi con, trước mặt là những vị khách hàng, công việc của con là phải phục vụ họ trong ngày hôm nay. Mấy anh sẽ giúp con kiếm nhiều tiền nếu như con chịu nghe lời. Biết được công việc của mình là phải tiếp những người đàn ông đáng tuổi cha chú, Ánh Mai đã rất sốc và hoảng sợ. Cô lập tức nhìn sang bà Liễu. Công việc mà cô nói kiếm ra tiền là như thế này đó hả? Bà Liễu trả lời dứt khoát. Ừ, đúng rồi, chứ còn nghĩ việc gì vừa nhẹ mà lương cao. Ánh Mai cũng bày tỏ thái độ. Nếu vậy thì con không làm đâu. Công việc mà cô nói rồi những cô gái đang ngồi đây chẳng khác gì gái bán bia ôm. Còn những người đàn ông ngồi kia đáng tuổi cha tuổi chú, làm sao con có thể thất kính trước mặt họ? Quan điểm của cô gái quê khiến cho má mì không nhịn được mồm. Bà bật cười thành tiếng, trợn tròn đôi mắt nhìn Ánh Mai giọng đanh nghiến. Sao con khờ quá vậy con? Công việc đàng hoàng hay gái bia ôm thì cũng như nhau. Miễn sao giúp mình kiếm ra tiền ăn ngon mặc đẹp là được. Còn mấy anh một khi đã bước chân vào căn phòng này của má rồi, thì họ cần chi lễ nghi phép tắc. Chủ yếu con có dịu dàng ân cần với họ hay không? Đó mới là điều quan trọng. Dứt lời, bà Liễu bất ngờ thay đổi sắc thái, tiến gần về phía Ánh Mai, gượng cười dịu giọng. Ngoan, nghe lời, ở lại chiều lòng mấy anh, con muốn gì cô đều đồng ý. Mấy đứa coi chỉ dạy cho em nó tiếp khách. Bà giọng điệu ra lệnh. Dạ má. Nói rồi tú bà quay người rời đi, để lại Ánh Mai cùng hai cô gái trong phòng, bên cạnh là ba người đàn ông. Ánh Mai con cừu non ngây thơ với thân hình quyến rũ, cùng đôi mắt to tròn mang vẻ đẹp tự nhiên, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những người đàn ông đang ngồi kia. Ánh mắt thèm thuồng nhỏ giọt, không ngừng nhìn, khiến cô gái ngượng ngùng đỏ mặt. Ánh Mai không dám tiến về phía họ, cô gái vẫn đứng yên bất động như một pho tượng. Bất ngờ sức mạnh từ cánh tay kéo người cô ngã xuống đùi của người đàn ông ấy. Không bỏ qua cơ hội, ông ta liên tục dùng tay sờ mó chiếc đùi thon dài của Ánh Mai. Cô gái giật mình hoảng sợ, vội vàng đẩy người đàn ông ra hét lớn. Ông định làm gì vậy hả? Ông mà làm vậy tôi báo công an đó. Nỗi sợ hãi của cô gái càng khơi gợi tính tò mò muốn khám phá của người đàn ông. Ông ta bật cười khiêu khích. Báo hả? Cô em định báo ai? Có cần thì anh đây sẵn sàng gọi điện giúp em. Dứt lời ông ta tiến đến xô ngã Ánh Mai xuống ghế. Cô càng vùng vẫy la hét, ông ta càng ghì chặt, liên tục đụng chạm vào cơ thể, hòng giở trò đổi bại. Ánh Mai không ngừng kháng cự, dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông ra. Nhất thời nóng giận không kìm được cảm xúc, Ánh Mai đã ra tay tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta, rồi vội vàng bỏ chạy khỏi phòng, trên gương mặt thể hiện rõ nỗi hoảng hốt. Hai ngày sau, Ánh Mai tự ý rời khỏi phòng, cùng hành động quá khích, làm người đàn ông ấy tức giận. Sự việc đã gây ra tổn thất, khiến bà Liễu khó xử, còn phải hạ mình xin lỗi trước mặt vị khách đó. Tú bà đã rất tức giận, không những giam giữ Ánh Mai vào trong căn phòng khóa chặt cửa, bên ngoài có đàn em canh giữ, mà còn bỏ đói cô suốt hai hôm liền. Bên trong cô gái trẻ không ngừng kêu gào, cổ họng khát khô vì không có nước. Ánh Mai giờ đây chẳng khác gì một con cừu non bị giam cầm chờ ân huệ. Cánh cửa mở ra, bà Liễu bước vào. Sao, suy nghĩ thông suốt chưa con gái? Ánh Mai hơi thở thều thào, giọng yếu ớt đi nhiều. Sao bị bỏ đói nhiều ngày? Khát, cho tôi xin miếng nước. Nhìn cô gái đang nằm dưới sàn nhà liên tục rên rỉ, bà Liễu lo sợ mất cả chì lẫn chài, nên dù chút lòng thương cảm, cầm lấy chai nước suối đổ vào miệng Ánh Mai. Đôi mắt bặm trợn, giọng điệu đai nghiến. Uống thì cũng đã uống rồi, bây giờ cô có chịu tiếp khách hay không? Ánh Mai gần như kiệt sức,
Dù không thể trả lời nhưng cô vẫn có thể lắc đầu từ chối. Hành động này của cô gái càng khiến Tú bà giận dữ. Tay bà nhanh chóng tóm lấy gương mặt Thanh Tú, dùng sức thật mạnh như muốn bóp nát chiếc cằm trẻ dài của cô gái. Nghiến chặt răng, bà buông lời đe dọa. Tôi nói cho cô biết, trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả. Đầu tư thì phải sinh lợi. Những ngày qua tôi đã bỏ tiền tút tát lại cho cô, thì hiển nhiên phải lấy lại, mà còn là gấp đôi gấp ba. Số tiền cô gái nợ tôi bây giờ, con số đã lên đến hàng trăm hàng chục triệu. Nếu như không chịu tiếp khách để trả nợ, buộc lòng má đây phải dùng biện pháp mạnh. Đến lúc đó đừng trách tại sao. Cô ngỡ ngàng sửng sốt khi nghe qua số tiền bà Liễu thống kê sau những ngày mua sắm. Giờ đây Ánh Mai bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị lừa. Cô rất hối hận, nhưng mọi thứ đã không thể dừng lại. Những trận đòn roi liên tiếp vẫn còn để lại những vết bầm tím tái trên người, cùng sự hành hạ bỏ đói bỏ khát, khiến cô gái bất lực, không còn đủ sức kháng cự. Ánh Mai gật đầu trong nước mắt. Tôi lại bà đừng hành hạ tôi nữa. Tôi chấp nhận đi làm trả nợ cho bà. Sự miễn cưỡng đau khổ của cô gái đã trở thành niềm vui cho Tú bà. Bà Liễu vui mừng bật cười thành tiếng. Vậy có phải là ngoan không? Nếu bằng lòng sống thì đâu phải chịu cảnh hành hạ đánh đập, giờ còn bị bỏ đói bỏ khát thế này. Nhìn vào gương mặt tiểu tụy của Ánh Mai, bà liên tục chặt lưỡi giả tạo. Gương mặt xinh đẹp mà lại bị đánh thành ra thế này, ai lại có thể tàn nhẫn đến thế cơ chứ? Dứt lời, Tú bà quay người rời đi, không quên dặn dò tụi đàn em. Tụi bây nói con Hồng vào thay đổi sửa soạn lại cho nó, sẵn tiện mang cơm với nước vào luôn. Nó là cây hái ra tiền cho má đấy. Mấy đứa phải canh chừng cẩn thận nghe chưa? Một mình trong phòng, Ánh Mai dần nhận ra nơi chốn đô thành không dễ dàng như cô hằng tưởng tượng. Bất giác giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Cô không ngừng tự trách khi nghĩ đến người mẹ khờ dưới quê. Mẹ ơi, xin lỗi, con đã sai thật rồi. Trên đời này không ai thương con bằng mẹ. Nhưng giờ đây con có muốn quay trở về nhà cũng chẳng thể nữa rồi. Con gái ngu dại dễ tin người, nên giờ mới bị kéo vào vòng xoáy canh bạc lừa lọc, trở thành công cụ kiếm tiền trong sự nhục nhã uất hận, nhưng chẳng thể làm được gì. Hơn 10 ngày trôi qua, căn nhà nhỏ rách nát, xíu xít tiếng cười nói của hai mẹ con ngày nào. Giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Tâm, người mẹ khờ lủi thủi, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Ánh Mai. Thân hình bé nhỏ dãi nắng dầm sương, vốn đã gầy gò vì miếng cơm manh áo này, nay lại càng xanh xao hơn vì thiếu ngủ nhớ thương. Tâm Như khóc cả nước mắt, những dòng lệ rơi khiến đôi mắt của người mẹ cũng mờ đi phần nào. Màn đêm buông xuống nơi xóm vắng lặng, trong căn nhà người mẹ vẫn còn thút thít, miệng luôn gọi tên con. Mai ơi, mẹ nhớ Mai nhiều lắm, Mai về nhà với mẹ đi. Nơi phố thị lên đèn, Ánh Mai cũng lên đồ. Dù chấp nhận tiếp khách, nhưng trên khuôn mặt ấy hiện rõ sự không vui. Vẫn là cánh cửa ấy, nhưng lần này bà Liễu đưa cô đến một căn phòng khác. Đứng từ bên ngoài, Ánh Mai rụt rè không dám đưa tay lên mở cánh cửa. Phải mất vài phút, cô mới dần chấp nhận, bắt đầu đối diện với nghịch cảnh. Cô hít vào một hơi thật dài, lấy hết can đảm đưa tay xoay nhẹ chốt cửa. Ánh Mai chậm rãi bước vào trong. Không gian bên trong cũng chẳng khác gì căn phòng trước đó. Có điều làm cô tò mò đó là chàng trai ngồi phía trước. Anh ta trông trẻ hơn so với ba người còn lại. Sự xuất hiện của Ánh Mai như một tia điện hút hồn người đối diện, khiến họ ngây người trố mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ánh Mai ngượng ngùng đỏ mặt, cũng may nhờ cô gái làm chung kịp giải vây. Kìa mấy anh, không khéo làm cho nhỏ em của em sợ. Em xin giới thiệu bé này tên là Ánh Mai. Nhân viên mới vào làm nên vẫn còn ngại ngùng. Còn bé nếu có gì không phải, mong các anh bỏ qua cho. Dứt lời cô gái đó tiến lại kéo tay Ánh Mai dẫn qua bàn, chỉ dạy cô cách rót và hầu rượu. Là người mới nên Ánh Mai được các cô gái khác nhường cho tiếp chàng trai trẻ nhất trong bốn người. Cô cầm lấy chai rượu rót vào ly, thao tác vụng về chậm chạp. Hành động này khiến cho chàng trai không khỏi tò mò thắc mắc. Anh ta liền cất giọng. Không cần đâu, cô cứ để đó tôi làm.
Người thanh niên ấy tên là Võ Đăng, phó giám đốc công ty xây dựng Hoàn Cầu. Anh là con một gia đình giàu có. Hoàn Cầu chính là công ty của gia đình do ba anh gây dựng nên. Võ Đăng thường xuyên cùng khách hàng lui tới quán karaoke để ngoại giao. Vô tình hôm nay gặp được ánh mai. Gương mặt trái xoan thanh tú cùng đôi mắt to tròn của cô gái như đã hút hồn phó tổng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ánh mai hiền lại là lần đầu tiếp khách, không tránh khỏi bỡ ngỡ. Cô nghĩ rằng sự khách sáo của Võ Đăng là thật thì liền nghe theo, đặt chai rượu xuống bàn. Thái độ rụt rè nhút nhát cùng sự thật thà của ánh mai không giống như những cô gái khác, khiến phó tổng lấy làm thắc mắc. Anh tìm cớ bắt chuyện. Cô mới vào làm ngày đầu hay sao? Ánh mai gật đầu, gương mặt e thẹn ngại ngùng. Võ Đăng lại tiếp lời. Hèn gì hôm nay tôi mới gặp cô, nhưng có điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Hình như cô bị ép tiếp khách thì phải. Sự hiếu kỳ của Võ Đăng vô tình chạm trúng vào nỗi đau bất đắc dĩ của ánh mai. Nhưng bài học từ bà Liễu khiến cô gái cảm thấy sợ hãi, không dám đặt niềm tin vào người lạ. Ánh mai ngập ngừng né tránh. Không, anh đừng hiểu lầm. Dứt lời cô bối rối cầm lấy ly rượu đưa vào tay Võ Đăng. Anh uống đi. Câu trả lời của ánh mai như đập tan mọi nghi ngờ trong lòng phó tổng, cho đến khi bàn tay anh cầm lấy ly rượu vô tình chạm trúng vào vết thương trên tay cô gái. Ánh mai vội vàng rụt lại, gương mặt hiện rõ sự đau đớn. Thái độ này khiến Võ Đăng càng hiếu kỳ, anh gặng hỏi. Tay cô bị gì vậy? Không có gì, do tôi sơ ý làm chảy một tí, anh đừng bận tâm. Ánh mai quay mặt sang chỗ khác. Dù cô liên tục phủ nhận, nhưng trong lòng Võ Đăng vẫn không khỏi hoài nghi. Tôi xin lỗi, tôi đã nhiều chuyện. Cả hai cùng ngồi trò chuyện. Chính sự ân cần lịch thiệp của Võ Đăng tạo cho ánh mai cái nhìn thiện cảm hơn khi đối diện với anh. Kể từ buổi tối hôm đó, ánh mai trở thành vị khách đặc biệt mỗi khi Võ Đăng đến quán. Sau buổi đầu gặp gỡ, phó tổng như đã bị sắc đẹp sự ngây thơ của cô. Nhân viên ánh mai thu hút. Anh không ngừng suy nghĩ đến cô, nhất là thái độ rụt rè lúng túng khi tiếp khách hàng, khiến Võ Đăng càng thêm nghi ngờ. Ngay sau hôm đó, anh đã chủ động bí mật đến gặp bà Liễu, đưa ra một số tiền, yêu cầu ánh mai chỉ phục vụ mỗi mình anh. Nhưng tú bà Thúy Liễu vốn là người mưu mô. Trong mắt bà, ánh mai chính là công cụ hái ra tiền. Chỉ với một số tiền ít ỏi, bà ta không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Võ Đăng. Người đàn bà tham lam đã đưa ra con số gấp đôi so với giá ban đầu. Nhưng vì muốn giúp đỡ cũng như bảo vệ ánh mai phó tổng, liền gật đầu chấp nhận giao kèo. Nhờ vậy ánh mai được đặc cách, không còn bị ép tiếp khách, ngoại trừ những lúc Võ Đăng đến. Những ngày gần đây ánh mai chỉ ở trong phòng không bị ép tiếp khách, nhưng vẫn được bà Liễu hết mực nâng niu yêu ái. Thái độ của bà khiến ánh mai cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc bà Liễu đi vào, cô liền gặng hỏi. Mấy hôm nay sao cô không bắt con đi tiếp khách? Nhớ đến lời Võ Đăng phải giữ bí mật với ánh mai, bà Liễu ngập ngừng, ánh mắt láo liên tránh né. Ừ thì má cho con nghỉ dưỡng thêm, chờ vết thương lành hẳn. Dù sao con cũng không cần phải lo, từ đây má sẽ không ép con đi tiếp mấy ông già nữa. Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho má. Ánh mắt của bà Liễu để lại sự nghi ngờ trong lòng cô gái. Càng ngẫm nghĩ, ánh mai càng cảm thấy cách hành xử của tú bà hôm nay không giống với tính cách trị đại của bà mọi khi. Trực giác mách cho cô biết, dường như bà đang che giấu điều gì đó. Ánh mai tiếp tục gặng hỏi. Có thật không? Tại sao thình lình cô lại thay đổi thái độ, quay sang đối xử tốt với con? Có phải cô đang che giấu con điều gì đúng không? Bà Liễu vẫn một mực phủ nhận. Không, má nào có. Con đang là gà chiến hái ra tiền cho quán. Hiển nhiên má phải đối đãi tốt với con. Có gì đâu mà thắc mắc. Câu trả lời của bà Liễu vẫn chưa đủ sức thuyết phục ánh mai. Cô tiếp tục gặng hỏi. Sau một lúc, tú bà mới thừa nhận nói ra sự thật. Cô rất bất ngờ khi biết Võ Đăng âm thầm thỏa thuận với bà Liễu chỉ vì muốn giúp đỡ mình. Ánh mai vô cùng cảm động, dù vậy sự tò mò vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Lòng cô không ngừng đặt ra những câu hỏi. Tại sao chỉ vừa mới gặp mặt, anh ta đã giúp đỡ mình? Anh ta có ý đồ gì chứ? Liệu rằng có giống như bà Liễu?
Thời gian sau, Võ Đăng gần như trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Mỗi lần đến anh chỉ yêu cầu được gặp Ánh Mai. Ban đầu cô gái vẫn còn rụt rè sợ hãi, nhưng dần thái độ cùng cách hành xử văn minh của Phó Tổng khi cả hai ở trong cùng một căn phòng đã khiến cô thay đổi cách nhìn về anh. Ánh Mai bắt đầu dạn dĩ, cách giao tiếp nói chuyện cũng dần cởi mở mỗi khi đối diện với Võ Đăng. Mối quan hệ của cả hai dần dần trở nên thân thiết và xem nhau như hai người bạn. Ánh Mai không còn cảm thấy ngại mỗi khi ngồi nghe anh tâm sự, ngược lại còn tỏ ra biết ơn vì sự giúp đỡ Phó Tổng dành cho mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Võ Đăng lại tiếp tục đến quán, nhưng lần này anh không đi cùng khách hàng mà chỉ đi có một mình. Vẫn là căn phòng như mọi khi, Ánh Mai mở cửa bước vào. Võ Đăng ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt như một người đang có tâm sự. Nhận thấy được điều đó, Ánh Mai liền tiến lại. Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui trong lòng? Cô đến rồi hả? Tôi không sao. Võ Đăng giọng trầm buồn. Ánh Mai tiếp tục gặng hỏi. Anh đừng giấu tôi. Anh tìm đến đây không phải để tôi nghe anh tâm sự hay sao? Nếu anh không nói, vậy xin lỗi tôi không có thời gian ngồi chơi. Xin phép anh. Ánh Mai vừa định quay người bỏ đi, bất ngờ cánh tay cô bị kéo lại. Võ Đăng ngập ngừng giọng khẩn cầu. Cô đừng đi, ở lại đây với tôi lát nữa đi. Câu nói đó chỉ là sự khiêu khích. Làm sao Ánh Mai có thể bỏ mặc người ơn của mình ngay lúc tâm trạng anh không được vui? Cô ngồi xuống giật lấy ly rượu trên tay Phó Tổng. Anh đừng uống nữa. Trên đời này có gì đáng để buồn đâu chứ. Chẳng hạn như tôi. Tôi có buồn có than trách gì đâu. Cô thì sao? Võ Đăng thắc mắc. Không ngần ngại, Ánh Mai thật tình chia sẻ câu chuyện bản thân bị bà Liễu lừa gạt và làm gái bán bia ôm chỉ vì muốn an ủi tâm trạng Võ Đăng lúc này. Võ Đăng như không tin vào những gì Ánh Mai nói. Anh cho rằng cô chỉ đang mượn chuyện để an ủi mình. Cô nói dối, chắc là cô chỉ muốn an ủi tâm trạng tôi đúng vậy không? Đây là sự thật, tại sao tôi lại bịa chuyện để gạt anh cơ chứ? Anh buồn thì tôi chỉ an ủi, ngồi nghe anh tâm sự, bởi vì giao kèo lúc ban đầu của chúng ta chỉ có vậy. Ngẫm nghĩ lại lời của Ánh Mai không phải không có căn cứ. Hơn hết, ngay lần đầu tiếp xúc, chính anh cũng cảm nhận có gì bất thường bên trong nên mới quyết định giúp đỡ cô. Sự tò mò trỗi dậy trong lòng Võ Đăng, anh liên tục gặng hỏi. Có thật không? Nếu vậy cô có ý định muốn rời khỏi đây không? Xem Võ Đăng như một người bạn, hơn nữa anh còn là người đã giúp đỡ mình. Ánh Mai thật lòng bày tỏ, cô nói trong sự tuyệt vọng. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà ngay cả những cô gái khác đều sẽ muốn rời khỏi nơi chốn thị phi, lao tù tăm tối như nơi này. Nhưng làm sao có thể, dù là tự nguyện hay bị lừa gạt ép buộc như tôi, một khi đã bước chân vào đây thì sẽ không còn cơ hội bước ra. Tôi hiểu điều đó và tôi cũng đang dần học cách chấp nhận đối mặt với cuộc sống tàn nhẫn và bất công. Lần đầu tiên, Võ Đăng được tận mắt tận tai nghe, nhìn thấy người con gái trải lòng trước mắt mình. Anh đã không kìm được xúc cảm, sự đồng cảm xót thương cô gái nổi dậy. Ánh mắt tội nghiệp nhìn Ánh Mai, lòng không ngừng muốn đưa cô gái rời khỏi nơi chốn thị phi nguy hiểm. Võ Đăng nghiêm giọng nói, tôi sẽ giúp cô. Ánh Mai bật cười vì cho rằng anh ấy đang nói đùa. Làm sao có thể, nếu cô tin tưởng tôi. Anh nhấn mạnh như một cách khẳng định lời hứa. Nhưng mà Võ Đăng biết Ánh Mai đang lo lắng điều gì. Anh cũng trấn an cô trước khi ra về. Đến nhà nhớ lại những gì Ánh Mai tâm sự, Võ Đăng lại càng bức xúc tội nghiệp cô. Anh không muốn nhìn thấy một cô gái tuổi còn quá trẻ như Ánh Mai đã phải trở thành công cụ kiếm tiền bất hợp pháp của những kẻ xấu xa thâm độc như bà Liễu. Lòng anh không ngừng nôn nóng thúc giục bản thân phải nhanh chóng giúp cô rời khỏi quán karaoke trá hình ấy. Vài ngày sau, công việc rắc rối ở công ty đã được giải quyết ổn thỏa. Võ Đăng giờ đã có thể yên tâm giúp đỡ Ánh Mai. Tối hôm ấy vẫn như mọi ngày, anh vẫn đến một mình, nhưng vị khách anh cần gặp không phải Ánh Mai mà chính là tú bà Thúy Liễu. Bà ta đã rất bất ngờ trước lời đề nghị chuộc thân cho Ánh Mai. Tưởng mình có tuổi nghe nhầm, bà Liễu nhanh chóng hỏi lại, giọng điệu ngạc nhiên. Cậu vừa nói gì? Cậu đang đùa với tôi hay sao? Không, ngược lại tôi đang rất nghiêm túc.
Võ Đăng gương mặt lạnh lùng như một cách khẳng định chắc nịch. Bà Liễu bật cười thành tiếng, sắc thái đột ngột thay đổi. Trên khuôn mặt Tú bà hiện rõ sự giận dữ, ánh mắt chăm chăm nhìn Võ Đăng như muốn nuốt chửng anh. Sao có thể? Cậu lấy thân phận gì mà dám đề nghị chuộc thân cho anh Mai? Cậu không biết rằng nó đang là cái cây hái ra tiền cho tôi hay sao? Tôi khuyên cậu hãy nên từ bỏ ý định ấy đi là vừa. Tôi không là gì của anh Mai, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bà lợi dụng. Bao nhiêu? Bà hãy đưa ra cái giá cụ thể. Thái độ cùng gương mặt nghiêm túc của Võ Đăng làm bà Liễu phải kiêng dè suy nghĩ đến lời đề nghị của anh. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà lên tiếng. Xem ra cậu đây quả thật có nhã ý muốn chuộc thân cho anh Mai. Thôi được, vậy tôi cũng không làm khó. Anh Mai dù sao cũng chỉ là một người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu để cô ta ra đi trong chuyện này, tôi cũng chẳng tổn thất gì. Bà suy nghĩ thoáng như vậy là tốt. Không có anh Mai, bà vừa có thể tìm cô gái khác thay thế mà lại vừa có tiền. Chúng ta đôi bên đều có lợi. Võ Đăng ngồi chéo chân trên ghế sofa, gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng dứt khoát. Ra giá đi. Tú bà lòng đầy tham vọng cơ hội đến làm sao có thể khước từ. Bà ta ngập ngừng. Tính sơ sơ số tiền anh Mai đem về từ chỗ của cậu đây cũng lên đến hàng chục. Chưa tính qua việc đầu tư son phấn rồi cả quần áo này nọ. Coi bộ cũng kha khá. Nếu cậu muốn suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp đó nha. Võ Đăng đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Một người cầu toàn thích sự nhanh gọn lẹ trong tất cả mọi chuyện đã phải khó chịu trước bản tính lòng vòng quanh co của bà Liễu. Anh nghiêm giọng. Bao nhiêu? Bà ra giá đi. Một khi Võ Đăng này đã quyết định thì không bao giờ hối hận. Bà Liễu nở nụ cười chế giễu. Coi kìa, chưa gì mà cậu đã nổi giận rồi. Trong cuộc đời làm nghề bao nhiêu năm nay của Thúy Liễu, dường như đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người nôn nóng chi tiền như cậu. Đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Bà đừng nói nhiều, tôi không có thời gian ngồi đây quanh co. Sự tự do của anh Mai bao nhiêu? Gấp đôi, à không, gấp ba mới đúng. Võ Đăng cảm thấy bất ngờ trước số tiền bà Liễu đưa ra. Đối với anh con số ấy không đáng là bao, nhưng lòng tham của bà Liễu thì có thừa. Bà ta chẳng từ bỏ một cơ hội chuộc lợi cho bản thân. Điều này khiến Võ Đăng bỗng thấy sợ hãi khinh bỉ. Anh nở nụ cười miễn cưỡng. Hình như bà đã quá tham lam thì phải. Không đâu, tôi đã tính toán hết cả rồi. Bấy nhiêu đó là vừa đủ cho sự tự do của anh Mai. Cậu hãy nghĩ thử mà xem. Người làm kinh doanh như chúng ta, ai mà chẳng muốn có lợi nhuận. Chỉ tính việc anh Mai rời đi, tôi đã phải mất đi một nguồn thu nhập. Chưa kể đào tạo người mới rồi tiền tút tát nâng cấp, cũng tốn bao nhiêu chi phí của tôi. Con số đó đã là quá nhân nhượng. Nếu cậu cảm thấy quá đắt so với sự tự do của anh Mai, thì dễ thôi. Cứ để nó tiếp tục ở lại làm việc. Bà Liễu đứng dậy, gương mặt toát lên vẻ hờ hững không vui. Buổi thỏa hiệp nãy giờ giữa chúng ta đến đây kết thúc. Đừng làm lãng phí thời gian của nhau. Cậu cũng biết tôi bận rộn cỡ nào rồi chứ. Vừa dứt lời, Tú bà đứng dậy định rời đi thì Võ Đăng lên tiếng. Khoan đã, bà đừng vội. Tôi đã nói là không đồng ý đâu, hết thảy là bao nhiêu. Suy cho cùng, mục đích anh đến đây cũng chỉ muốn chuộc thân cho anh Mai. Tuy con số bà Liễu đưa ra có phần quá đáng, nhưng dùng nó để đổi lấy sự tự do cho cô ấy cũng rất xứng đáng. Bà Liễu tiếp lời. Một người có đầu óc như cậu đây chắc là tính rõ hơn tôi chứ. Từ trong chiếc cặp, Võ Đăng lấy ra một tấm chi phiếu. Không chần chừ suy nghĩ, anh ta cầm lấy cây bút, ghi lên đó vài chữ số đưa đến trước mặt bà. Bao nhiêu đây chắc đủ đổi lấy sự tự do của cô ấy rồi chứ. Cầm tờ chi phiếu trên tay, bà Liễu vui cười tít mắt. Đủ rồi, cảm ơn cậu. Anh Mai thật là có phước. Bây giờ cậu ngồi đây chờ, tôi sẽ sai người đưa cô ấy ra. Theo chân Võ Đăng rời khỏi quán karaoke, ánh Mai không ngừng cảm kích, biết ơn sự giúp đỡ mà anh đã dành cho mình, dù cả hai chỉ mới gặp gỡ, tiếp xúc không lâu. Chờ dần về khuya, bên ngoài đã vắng bóng người qua lại, Võ Đăng nhất thời không biết đưa cô đi đâu, nên đã thuê một phòng nghỉ để ánh Mai ở tạm. Vừa đặt chân vào, vô tình ánh mắt va phải bản hiệu chớp nhoáng ánh màu, nhìn thấy hai chữ khách sạn, ánh Mai lòng đầy hoang mang, lo sợ. Cô ngượng ngùng quay sang Võ Đăng. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Nhìn gương mặt hồi hộp lo lắng của cô gái đứng trước mặt mình,
Anh liền bật cười không quên trêu ghẹo. Không đưa cô vào đây chứ cô nghĩ tôi phải đưa cô đến đâu? Tôi vừa mới bỏ tiền giúp cô thoát khỏi tay bạn Liễu, ít ra cô cũng phải có gì đó đánh đổi, hay báo đáp tôi chẳng hạn như... Ánh mắt Võ Đăng chăm chăm nhìn vào người khiến Ánh Mai bỗng thấy hoảng sợ. Cô vội vàng lùi hai chân về phía sau, ngập ngừng lúng túng. Anh định làm gì tôi hả? Anh đừng có làm bậy nha, tôi không phải loại con gái dễ dãi như anh suy tưởng. Mặc dù tôi rất biết ơn và cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng không vì thế mà ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không muốn, chẳng hạn như lên giường cùng anh. Thái độ nghiêm túc xen lẫn đôi chút bối rối trên gương mặt Ánh Mai lúc này khiến Võ Đăng không thể kiềm mồm. Anh ta bật cười thành tiếng nhìn Ánh Mai hài hước. Tôi chỉ đùa với cô một chút cho vui, chứ cô nghĩ tôi là một kẻ xấu xa cơ hội thật ư? Trong mắt cô hình như tôi không có điểm gì đáng để tin tưởng thì phải. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Ai biểu anh chọc ghẹo tôi làm gì? Ánh Mai ngượng ngùng giải thích. Võ Đăng vội tiếp lời. Tôi chỉ tính hù dọa, không ngờ cô tưởng thật, lại còn nghĩ oan cho người tốt bụng như tôi. Tôi muốn cô hiểu rằng tôi giúp cô không phải vì những chuyện ấy, mà chẳng qua tôi không muốn nhìn thấy một cô gái tuổi đời còn quá trẻ như cô đã phải sa vào vũng lầy đen tối, trở thành công cụ kiếm tiền của người khác. Nếu đúng như cô nghĩ thì tôi chẳng khác gì so với bà Liễu. Nghe qua những lời phân trần giải thích từ người đàn ông trước mặt, vô tình chút nữa đã nghĩ sai về ân nhân giúp đỡ mình, Ánh Mai tự lấy làm xấu hổ. Đôi mắt thiện cảm nhìn Võ Đăng, ẩn chứa từ sâu bên trong đáy mắt ấy là sự cảm kích, biết ơn mà cô đã dành cho anh. Ánh Mai hạ giọng nói, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Võ Đăng mỉm cười không quên trêu ghẹo. Không sao, dù gì trong suy nghĩ của cô cũng đã từng xem tôi là người xấu. Tôi hiểu, tôi chịu đựng được. Sự vui đùa vừa rồi vô tình khiến Ánh Mai lầm tưởng đấy là những lời nói thật. Cô bỗng thấy có lỗi vội vàng giải thích. Anh biết là tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Sự lúng túng của cô khiến Võ Đăng vừa thương vừa buồn cười. Thôi, tôi không ghẹo cô nữa, chúng ta vào bên trong đi. Nhưng vào trong đấy để làm gì? Chẳng phải anh nói sẽ không có ý đồ xấu với tôi hay sao? Trên gương mặt thanh tú ấy đang hiện hữu nỗi lo lắng. Hiểu được tâm trạng của cô, Võ Đăng biết mình đã phải làm gì. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Không cần sợ, tôi đưa cô vào trong chỉ để giúp cô có chỗ ngủ tạm. Giờ đã trễ, không lẽ cô muốn ngủ ngoài đường? Hiểu ra vấn đề, Ánh Mai thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười ngây ngô. Vậy hả? Nãy giờ sao anh không chịu nói sớm, làm tôi cứ nghĩ tôi là người xấu. Tôi nào có, cũng tại anh thôi. Cả hai vẫn tiếp tục đôi co qua lại từ bên ngoài, cho đến khi bước vào sảnh bên trong. Một tháng sau. Dạ xin chào quý khách, cô cần mua gì? Cháu có thể tư vấn giúp cô không ạ? Ánh Mai tiến đến nhiệt tình chào hỏi. Thái độ thân thiện, nhiệt tình đã giúp cô tạo được ấn tượng thiện cảm trong mắt khách hàng và chủ shop. Người đàn bà mỉm cười. Được rồi, vậy con gái có thể tư vấn giúp cô mẫu váy nào đẹp để cô làm quà tặng cho bà bạn nhân dịp sinh nhật. Ánh Mai chỉ tay về phía trước. Dạ, vậy là cô đến rất đúng thời điểm. Cửa hàng cũng vừa cập nhật rất nhiều mẫu mã mới đẹp. Mời cô qua bên này. Sau khi được Võ Đăng giúp đỡ, tiền cứu cô thoát khỏi tay bà Liễu, Ánh Mai đã vô cùng cảm động, lòng thầm mang ơn anh. Nhìn Ánh Mai tội nghiệp không trốn nương thân, Võ Đăng cảm thấy tội nghiệp. Anh đã giúp cô tìm chỗ ở và giới thiệu cô vào làm trong một cửa hàng thời trang do bạn anh làm chủ. Một tháng qua không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng bấy nhiêu thời gian tiếp xúc đã đủ để Võ Đăng nhận ra tình cảm của mình đối với Ánh Mai không đơn thuần là sự đồng cảm tội nghiệp. Từ lúc nào cô gái ấy đã có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng anh. Giải quyết công việc xong, Võ Đăng vội vã chạy sang cửa hàng thời trang nơi Ánh Mai đang làm việc tìm cô. Đậu xe bên ngoài, anh mở cửa bước vào, nhưng Ánh Mai đang bận hăng say với niềm đam mê nên đã không cảm nhận được sự xuất hiện của anh. Anh đến đón Ánh Mai hả? Cô ấy đang lựa đồ cho khách bên trong. Anh đợi lát tôi vào gọi cô ấy. Nhìn thấy Võ Đăng, cô chủ cửa hàng bước ra niềm nở. Khi vừa định quay người rời đi thì anh lại ngăn cản. Võ Đăng lên tiếng. Không cần đâu, cứ để cô ấy làm việc.
tôi ngồi đây đợi được. Cảm thấy ngại với Võ Đăng, cô chủ ngập ngừng. Làm phiền anh đợi một lúc, xong vị khách này tôi sẽ cho cô ấy về. Anh ngồi chơi, tôi vào trong lấy nước. Ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Võ Đăng không ngừng dõi về phía Ánh Mai. Sự hăng hái nhiệt tình cùng nụ cười tỏa nắng của cô như đốt cháy toàn bộ trái tim anh. Võ Đăng bất chợt mỉm cười. 15 phút đồng hồ trôi qua, Võ Đăng vẫn ngồi đó dõi về phía cô. Sự nhiệt tình của Ánh Mai đổi lấy sự hài lòng của bà khách. Bà ta ra về với túi quần áo rẻ cộm trên tay. Nhìn thấy không còn ai, Võ Đăng liền tiến về phía Ánh Mai, không quên trêu đùa cô. Cô gì đó ơi, cô có thể nào chọn giúp tôi một bộ quần áo vừa đẹp vừa rẻ nhất ở đây có được không? Giọng nói nghe khá quen tai, Ánh Mai như ngỡ ngỡ, cô ngẩng đầu lên bất ngờ khi nhìn thấy Võ Đăng. Ánh Mai mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vào lồng ngực anh thắc mắc. Anh đến khi nào, sao lại dám gẹo em? Ừ, cũng được một khoảng thời gian, đủ để ăn hết một cữ cơm. Anh lại khéo đùa, suốt ngày chỉ được cái trêu em là giỏi. Mà anh đến tìm em có việc gì không? Không có việc gì, chẳng lẽ anh không được đến? Không, em không có ý đó. Võ Đăng bật cười. Đùa ve một chút, biết chiều em vẫn chưa ăn gì, anh cố tình qua đây chở em đi ăn. Nhưng vẫn chưa hết giờ làm việc, sao em có thể tự ý rời đi? Được chứ. Em hãy đi ăn cùng phó tổng, cửa hàng để chị trông. Cô chủ tiệm lên tiếng nói giúp. Nhưng em... Không cần nhưng nhị, chị nói được là được. Dạ, em cảm ơn chị. Ánh Mai mỉm cười cùng Võ Đăng rời khỏi cửa hàng. Ngày ngày trôi qua, sự nhiệt tình Võ Đăng đối với Ánh Mai mỗi lúc một nhiều, khiến cô nhận ra dường như đấy không đơn thuần là sự giúp đỡ bình thường nữa. Ánh Mai hiểu được tình cảm anh dành cho mình, nhưng trái tim cô từ lâu đã có chủ. Chàng trai ấy vẫn luôn hiện hữu, chiếc khăn tay ngày ấy như nói hộ lòng cô. Cho đến giờ Ánh Mai vẫn luôn giữ và mang theo bên mình. Đối với Võ Đăng, cô rất biết ơn những gì anh đã giúp cô trong thời gian qua, nhưng không thể vì trả ơn mà chọn cách lừa dối bản thân mình. Ánh Mai chỉ xem anh như một người bạn, một người anh, hơn nữa là một người ơn. Cô rất nhớ người mẹ khờ ở quê, nhưng cô không thể, vì muốn làm trả lại Võ Đăng số tiền đã bỏ ra giúp cô rời khỏi địa ngục đó. Vẫn như mọi khi, phố lên đèn, ngoài đường nhộn nhịp xe cộ, đâu đó một chàng thanh niên vẫn đứng bên ngoài cửa hàng đợi cô gái mình thương. Hết giờ làm, Ánh Mai mở cửa đi về, Võ Đăng đang chờ cô phía trước. Ánh Mai bước lại gần. Anh đợi em có lâu không? Võ Đăng lắc đầu cùng gương mặt hớn hở. Anh thấy bình thường, được chờ đợi một cô gái xinh đẹp là điều vinh hạnh cho anh. Lời nói hoa mỹ ngọt ngào không biết từ khi nào lại có thể thốt ra từ miệng Võ Đăng. Một chàng trai suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Bạn bè ai cũng trêu ghẹo anh chẳng khác gì một khúc gỗ cứng đơ. Nhưng từ khi gặp Ánh Mai, chính anh cũng nhận ra bản thân mình đã thật sự thay đổi vì cô. Đối diện với Võ Đăng, nghe càng nhiều câu chữ ngọt ngào, Ánh Mai càng cảm thấy ngại ngùng, áy náy vì chẳng thể đáp lại tình cảm anh đã dành. Cô ngập ngừng khó xử. Mai mốt anh khỏi đón, sau giờ làm em có thể tự về phòng trọ được, làm phiền anh nhiều lần em thấy ngại lắm. Dù sao cũng tiện đường về, anh không cảm thấy phiền, em cũng đừng áy náy. Dứt lời, Võ Đăng tiến lại mở cửa xe. Em lên đây đi, bây giờ anh sẽ đưa em đến một nơi. Mình đi đâu vậy anh, không phải về phòng trọ hay sao? Đến nơi em sẽ biết. Võ Đăng mỉm cười thái độ bí mật. Ngồi vào xe, Ánh Mai vẫn không biết cả hai sẽ đi đâu. Nhìn sang Võ Đăng, dáng vẻ anh lái xe rất chuyên tâm và nghiêm túc. Không gian chật hẹp yên tĩnh. Ánh Mai dần cảm nhận được sự hồi hộp. Gương mặt cô toát lên vẻ hoang mang. Em có muốn nghe nhạc hay không? Anh bất ngờ hỏi, nhưng tầm mắt vẫn tập trung nhìn về con đường phía trước. Hả? Dạ, không cần. Ánh Mai lắc đầu hé môi cười gượng gạo. Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển được một đoạn đường thì bất ngờ dừng lại. Võ Đăng bước xuống xe mở cửa bên ghế phụ. Đến nơi rồi. Ánh Mai đặt một chân xuống trước ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Đây là đâu vậy? Tòa nhà Bitexco.
Anh đưa em đến đây làm gì? Võ đang mỉm cười nắm lấy tay cô. Phút chốc cả hai đã lên đến tầng thứ 49, nơi ngắm cảnh toàn thành phố đẹp nhất. Tại đây, nhiều bối cảnh quen thuộc của Sài Gòn bỗng trở nên bé nhỏ đến lạ lẫm như chợ Bến Thành, cầu Thủ Thiêm. Anh đưa Ánh Mai đến đài quan sát. Em hãy nhìn vào đây sẽ có điều bất ngờ. Để làm gì? Cô hỏi lại trong sự hoang mang. Thì nhìn rồi sẽ biết. Ánh Mai do dự, đôi chân chậm rãi tiến về phía anh, mắt áp vào đài quan sát. Cảnh tượng trước mắt cô như một thành phố thu nhỏ qua đài quan sát. Ánh Mai có thể nhìn thấy những dòng người xe như những con thoi mang theo những chùm sáng rực rỡ, hòa quyện với những ánh đèn từ các cao ốc và công trình, tạo nên một bức tranh sống động và vô cùng kỳ ảo. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng toàn bộ Sài Gòn mà không cần tốn thời gian di chuyển nhiều nơi. Bất ngờ Ánh Mai thốt lên trong sự phấn khích. Đẹp quá! Nụ cười tươi rạng rỡ trên môi cô đã làm tan chảy trái tim anh. Đôi mắt không ngừng dõi theo cảm xúc người con gái mình yêu. Võ Đăng hé môi cười mãn nguyện. Đôi chân anh từng bước tiến lại gần cô. Bất ngờ vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé từ phía sau, nhẹ giọng. Anh yêu em. Lời thổ lộ bất ngờ khiến Ánh Mai giật mình hoảng hốt. Cô vội vàng xoay người lại đẩy Võ Đăng ra xa. Anh vừa nói gì vậy? Đối diện với Ánh Mai, tim anh đang dần loạn nhịp. Ngọn lửa tình đang hừng hực bùng cháy bên trong. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Võ Đăng dịu giọng. Anh xin lỗi vì lời thổ lộ đường đột khiến em hoảng sợ. Ba chữ vừa rồi là thật. Tình cảm anh dành cho em cũng là thật. Không biết từ bao giờ hình bóng em luôn ngự trị trong trái tim anh. Anh chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào. Cho đến khi gặp em chính là cô gái đầu tiên cho anh nhiều cung bậc cảm xúc. Một lần nữa, hãy để anh được nói trọn vẹn ba chữ. Anh yêu em. Bất ngờ đón nhận lời yêu, Ánh Mai không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh hơn những gì suy tưởng. Tâm tư tình cảm Võ Đăng dành cho mình, từ lâu Ánh Mai cũng đã nhận ra, nhưng lòng cô đã sớm có hình bóng của cậu bạn học Trọng Thiên. Ngay lúc này cô vô cùng khó xử khi đối diện với Võ Đăng, không muốn nhìn thấy anh tổn thương vì mình, nhưng cũng không thể vì ân tình mà ép bản thân đồng ý. Gương mặt cô hiện rõ nỗi hoang mang bối rối. Ánh Mai ngập ngừng lúng túng. Em... Cô chần chừ do dự. Những dòng suy nghĩ về hai người đàn ông không ngừng hiện hữu trong đầu. Trọng Thiên, mối tình thanh xuân chưa kịp chớm nở. Võ Đăng, người ơn đã giúp cô trong suốt thời gian qua. Đắn đo suy nghĩ, Ánh Mai quyết định nghe theo trái tim và cảm xúc của mình. Cô vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng nói lời từ chối. Em xin lỗi Võ Đăng, em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Thật ra trong lòng em đã có người thương. Người ấy luôn xuất hiện đúng lúc em cần. Mỗi khi bên cậu ấy, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Nhưng anh cũng đừng hiểu lầm. Nói như vậy không có nghĩa là anh không cho em cảm giác an toàn. Ngược lại bên cạnh anh, em cảm thấy vui. Nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Hơn nữa là một người em gái với anh trai. Em rất biết ơn những gì anh đã làm để giúp đỡ em. Nhưng em không thể lừa dối trái tim và cảm xúc của mình. Chúng ta tuy không thể từ tình bạn hóa tình yêu, nhưng có thể khiến tình bạn thành tình thân. Anh mãi là một người anh trai trong mắt em. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Đột ngột lời tỏ tình bị từ chối với Võ Đăng như một cú sốc khiến anh đau buồn hụt hẫng, trái tim như vụn vỡ thành nhiều mảnh. Dù không có được tình cảm, nhưng trong lòng anh không hề oán trách Ánh Mai. Tình yêu không nhất thiết phải xuất phát từ hai phía, lại càng không thể cưỡng cầu miễn cưỡng. Nuốt ngược nỗi đau vào trong, Võ Đăng nở nụ cười gượng gạo. Không sao, anh hiểu mà. Nụ cười nở trên môi nhưng lòng anh đau nhói. Ánh Mai tự thấy hổ thẹn khó xử trước anh. Cô không ngừng tự trách, dằn vặt bản thân vì đã vô tình gây ra tổn thương cho người đã giúp đỡ mình. Anh không sao thật chứ? Thật. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, nhưng bên trong tim không ngừng nhói đau, cô tiếp lời. Anh đừng giận em nha. Dù chúng ta không đến được với nhau,
Nhưng món nợ ân tình với anh suốt đời em không bao giờ quên. Em sẽ cố gắng đi làm, tích góp tiền để gửi lại cho anh. Em đừng suy nghĩ như vậy. Chúng ta không nợ nần gì nhau cả. Giúp đỡ em là anh tự nguyện. Em không cần phải ái ngại. Ánh Mai hé môi cười, lòng thầm cảm động trước sự dịu dàng tử tế Võ Đăng đã dành cho mình. Cảm ơn anh. Vài hôm sau, buổi tối hôm ấy bị từ chối tình cảm, nhưng cả hai vẫn dành cho nhau những quan tâm. Mối quan hệ giữa họ không vì thế mà rạn nứt. Võ Đăng vẫn vui vẻ chôn chặt tình yêu vào sâu bên trong, không ngại xem Ánh Mai như một cô em gái. Vẫn như mọi hôm, buổi sáng anh vẫn lái xe đến phòng trọ đưa cô qua cửa hàng. Đến nơi, Ánh Mai bước xuống xe, gương mặt tươi tắn. Em vào làm nha, tạm biệt anh. Võ Đăng mỉm cười đáp lại, vẫy tay chào rồi lái xe rời đi. Nói ra được nỗi lòng, giờ đây mỗi khi đối diện với Võ Đăng, cô không còn cảm thấy áy náy khó xử, ngược lại rất thoải mái và tự nhiên. Ánh Mai hớn hở vừa định mở cửa bước vào cửa hàng thì vô tình bắt gặp một người đàn bà cách ăn mặc xuề xòa, quần áo cũ kỹ, tầm mắt không rời khỏi cửa hàng, thái độ lạ lùng như đang rình rập. Cô tiến lại hỏi, cô ơi, con thấy cô cứ mãi nhìn vào bên trong, cô muốn mua đồ hay cần gì? Nhìn thấy Ánh Mai, người đàn bà hoảng sợ, thái độ rụt rè lúng túng. Không, tôi, cô hiểu lầm rồi. Nói rồi người đàn bà quay người bỏ đi. Cô ơi. Ánh Mai cất tiếng gọi trong sự hoang mang, gương mặt hiện rõ sự hiếu kỳ. Cô quay người bỏ vào trong. Một lúc sau, người đàn bà ấy quay lại tiếp tục rình mò, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cửa hàng. Hành động kỳ quặc của bà một lần nữa bị Ánh Mai nhìn thấy. Ai rình rập trước cửa hàng, hình như là người phụ nữ vừa rồi thì phải. Cô vội vàng đẩy cửa bước ra. Là cô hả? Nãy giờ cô cứ rình rập trước cửa hàng, rốt cuộc cô có ý định gì? Cô mà không chịu nói, buộc con đưa cô lên công an đó nha. Lời hù dọa của Ánh Mai khiến người đàn bà hoảng hốt sợ hãi. Bà ta bật khóc liên tục cầu xin. Cô ơi, tôi không có rình rập hay ăn cắp ăn trộm gì đâu. Cô đừng báo công an mà tội nghiệp thân già. Chẳng qua vô tình đi ngang, nhìn thấy cửa hàng mình bán nhiều quần áo đẹp. Tôi muốn mua tặng con gái nhân ngày sinh nhật, nhưng tôi không có tiền. Ánh Mai sững sờ nhìn hình ảnh người đàn bà trước mặt, khiến cô nhất thời nhớ đến Tâm, người mẹ khờ nơi quê nhà đã từng rất thương con. Cô ngây người, lệ tuôn dài trên má, vội vàng tiến đến đưa tay đỡ lấy người phụ nữ. Cô đừng sợ, con sẽ giúp cô. Giúp tôi? Người đàn bà bất ngờ hỏi lại. Ánh Mai gật đầu. Dạ, cô đi theo con. Nắm lấy tay người đàn bà dắt vào bên trong cửa hàng. Tình yêu thương con của người phụ nữ đã rung động lòng cô. Ánh Mai tự bỏ tiền túi của mình, mua một chiếc áo đưa cho người mẹ, đem về làm quà sinh nhật cho con gái. Cô đóng gói cẩn thận rồi đưa vào tay người đàn bà. Cô cầm lấy mang về tặng cho con gái. Và không cần phải cảm ơn con, ngược lại con nên cảm ơn vì cô đã giúp con nhận ra một điều mà bấy lâu nay con đã vô tình bỏ lỡ. Người đàn bà vui mừng đón nhận món quà trong sự bất ngờ xúc động. Giọt nước mắt người mẹ rơi, bà cảm kích cúi đầu như cách bà thể hiện thành ý. Cảm ơn cô thật tốt bụng, hôm nay có lẽ con tôi sẽ rất vui. Cô biết không, đây chính là món quà sinh nhật đầu tiên trong suốt 12 năm qua của con bé. Câu nói ấy như khoét sâu thêm nỗi đau của người con gái. Ánh Mai bỗng thấy chạnh lòng hổ thẹn. Cô mỉm cười, cười gượng gạo, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người phụ nữ từ phía sau, lòng không ngừng tự trách, hổ thẹn khi nhớ về người mẹ khờ. Từ khi gặp người đàn bà ấy, Ánh Mai đã nhận ra sai lầm bồng bột của tuổi trẻ dại khờ. Lòng cô không ngừng nhớ đến Tâm, gương mặt buồn rầu ủ rột, thỉnh thoảng lại rất hay trầm tư, ngơ ngẩn một mình. Biểu hiện bất thường của cô đã bị Võ Đăng nhìn thấy. Trong lúc cả hai cùng ngồi ăn, anh gặng hỏi. Dạo gần đây, công việc ngoài cửa hàng vẫn bình thường hả em? Đôi mắt cô thẫn thờ vô hồn, không để ý đến sự quan tâm của Võ Đăng. Ánh Mai, em sao vậy? Có nghe thấy anh hỏi gì không? Anh quơ tay về phía trước, cất tiếng gọi. Cô giật mình ngơ ngác hỏi lại. Dạ, anh vừa hỏi gì?
Em có chuyện gì buồn phải không? Dạ không. Ánh Mai lắc đầu, sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy vẫn không giấu được nỗi u buồn. Nhận thấy được điều đó, Võ Đăng tiếp tục gặng hỏi. Ngay cả anh mà em cũng giấu nữa hay sao? Em nhìn em kìa, đến đôi đũa còn cầm ngược, vậy mà bảo không có tâm sự. Anh sao có thể rõ ràng là... Cô hững hờ cho rằng Võ Đăng chỉ trêu ghẹo, đến khi nhìn lại mới chợt ngượng ngùng vì chiếc ngược chiếc xuôi. Sao còn tính cãi bướng? Bây giờ em có thể nói ra tâm sự trong lòng được chưa? Gương mặt Ánh Mai bỗng nhiên đượm buồn, cô bật khóc nói lên trong tiếng nấc. Em nhớ mẹ. Không khí bàn ăn bỗng nhiên trầm lặng theo tâm trạng, khiến Võ Đăng không ngừng lo lắng. Anh tiến đến đặt tay mình vào tay cô an ủi. Không kìm nén được xúc động, Ánh Mai nghẹn ngào kể hết mọi chuyện. Cô nhìn Võ Đăng, nước mắt tuôn dài trên má. Em tàn nhẫn lắm phải không anh? Em là một đứa con bất hiếu. Giờ này ở quê nhà, mẹ em sống như thế nào, sức khỏe ra sao em cũng chẳng biết. Em thật đáng trách. Cái nghèo khổ, sự tự ti mặc cảm khiến một cô gái trẻ như Ánh Mai xém chút đã phải trả giá cho suy nghĩ dại khờ của mình. Ánh mắt đồng cảm xót thương nhìn Ánh Mai, trong lòng anh cô đáng thương hơn đáng trách. Võ Đăng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi. Em không nên tự dằn vặt bản thân mình. Tuổi trẻ không ai tránh khỏi những phút giây bồng bột, sai lầm, nhưng quan trọng chúng ta có nhận ra và sửa chữa sai lầm ấy không. Lời động viên ấy như một liều thuốc tinh thần chữa lành những muộn phiền trong lòng, giúp Ánh Mai đả thông tư tưởng, gương mặt tươi tắn, không còn đâu đó sự buồn sầu ủ rột. Nước mắt ngừng rơi, cô đưa tay lau vội những dòng lệ còn sót lại trên má. Ánh mắt đầy cảm kích nhìn Võ Đăng nhỏ giọng. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Anh tươi cười xoa đầu. Cô bé ngốc, anh đưa em về quê gặp mẹ. Có thật không? Ánh Mai thốt lên trong sự ngạc nhiên. Cái gật đầu của anh đã khiến cô tươi cười tít mắt. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt Ánh Mai. Nhưng niềm vui ấy dường như chưa trọn vẹn. Nỗi nhớ người mẹ già nơi quê vẫn luôn khắc khoải trong lòng cô. Cô vội vàng thu xếp đồ đạc. Tờ mờ sáng bánh xe đã bắt đầu lăn bánh, nghĩ đến cảnh tượng được gặp lại mẹ mình sau một khoảng thời gian dài xa cách. Ánh Mai đã không thể giấu được xúc cảm, lòng rộn ràng háo hức, nụ cười luôn hé nở trên môi. Em vui mừng gặp mẹ đến vậy sao? Tầm mắt đang tập trung nhìn về đoạn đường phía trước, nhưng Võ Đăng vẫn không thể ngồi yên trước sự phấn khích của cô. Anh mỉm cười thắc mắc. Dạ vui. Anh biết không, em chờ giây phút được gặp mẹ lâu lắm rồi. Em nhớ mẹ nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội đáng quý này. Võ Đăng mỉm cười, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Em không cần khách sáo với anh. Vốn dĩ chuyến đi lần này là ngoài việc đưa em về gặp mẹ, thì anh còn có một chút việc riêng cần giải quyết. Việc gì vậy anh? Anh cần tìm một người ở quê. Tìm người? Ánh Mai thốt lên trong sự ngỡ ngàng, cô tiếp tục thắc mắc. Anh cần tìm ai ở quê? Hóa ra anh cũng có bạn bè người thân ở dưới này nữa sao? Võ Đăng ngập ngừng bối rối. Không hẳn vậy. Là sao? Em không hiểu cho lắm. Không riêng gì Ánh Mai, ngay cả người trong cuộc như anh còn mơ hồ không rõ. Chuyện dài dòng lắm, có thời gian anh sẽ kể cho em nghe. Dạ, nếu anh cần sự giúp đỡ thì cứ việc lên tiếng. Dù sao ở quê em cũng quen thuộc và rành đường hơn anh. Cảm ơn em. Anh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi vô lăng. Xe liên tục di chuyển trên con đường mòn rẽ lối vào xóm nhỏ. Vùng quê ngày nào vẫn còn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng hoang sơ. Nền trời hôm nay nhuộm màu xanh bát ngát, màu vàng nhạt của cái nắng mùa hè không oi bức như mọi khi. Tiếng chim triển triện hót líu lo tung liệng, tất cả tưng bừng như đón chào sự trở lại. Chỉ riêng căn nhà nhỏ sụp sệ rách nát vẫn chưa hay sự trở về của cô chủ nhỏ, vẫn tĩnh lặng đượm buồn. Người mẹ khờ nước mắt cạn dần, tiểu tụy sinh lực đến nỗi nhập viện vì nhớ thương con. Xe ô tô dừng trước ngõ, cả hai lội bộ đi vào bên trong. Bước chân trên con đường đất quen thuộc, Ánh Mai không kìm được xúc động, lòng rộn ràng háo hức gặp lại mẹ cho thỏa niềm nhớ mong.
Cô quay sang Võ Đăng chỉ tay về phía trước. Xa xa kia là nhà của em. Một lúc nữa đây em sẽ được gặp mẹ. Em mừng quá, Đăng ơi. Sự hồn nhiên tươi tắn trên gương mặt Ánh Mai khi nhắc đến mẹ đã làm Võ Đăng cảm động, lòng thầm vui mừng hạnh phúc. Anh bất chợt hé môi cười. Cẩn thận, coi chừng té. Nỗi khát khao nôn nóng được gặp mẹ trào dâng, dường như Ánh Mai không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cô vội chạy nhanh về phía trước. Ánh Mai cẩn thận chờ anh. Từ phía sau anh không quên nhắc nhở dõi theo bóng cô. Khoảng cách càng gần, tim cô dần loạn nhịp. Ngay trước mặt chính là căn nhà lá cũ kỹ đã che mưa chắn gió suốt 18 năm trời qua. Nhìn ngôi nhà, Ánh Mai không kìm được xúc động. Rất nhiều hình ảnh hai mẹ con ông cháu quây quần bỗng nhiên ùa về trong suy nghĩ. Cô bật khóc nức nở. Toàn cảnh căn nhà trống trước hở sau vô tình lọt vào tầm mắt. Võ Đăng không khỏi bàng hoàng xót xa. Anh vội tiến đến vòng tay vào vai ôm lấy cô từ phía sau an ủi. Vài phút đồng hồ trôi qua, Ánh Mai mới dần lấy lại bình tĩnh. Giọt nước mắt vẫn còn rơi dài trên má. Cô chậm rãi bước vào bên trong. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ơi, Mai của mẹ về rồi. Ánh Mai liên tục cất tiếng gọi, nhưng căn nhà vẫn lặng thinh, không một âm thanh phản hồi lại. Hình như không có ai ở nhà thì phải. Sự thắc mắc của Võ Đăng bất chợt giúp cô gợi lại trí nhớ. Ánh Mai liền quay sang. Phải rồi, sáng nào mẹ cũng đi làm, hôm nay chắc cũng vậy. Mẹ em đi làm ở đâu? Chúng ta ngồi đây đợi hay sao? Võ Đăng thắc mắc, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Cô ngập ngừng, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Em cũng không biết mẹ đi làm ở đâu, vì hầu như chỗ xa gần nào mẹ cũng đều đặt chân qua. Ánh Mai bỗng nhiên trầm tư ngẫm nghĩ hồi lâu, cô nói tiếp. Bây giờ ngồi đợi cũng không phải cách, vì không biết khi nào mẹ về. Hay là anh ngồi đây đợi em chạy qua nhà bà thím hỏi thử xem sao. Để anh đi cùng với em. Dứt lời, Ánh Mai liền chạy sang nhà bà Tình. Nghe thấy tiếng bước chân hai con chó trước cửa không ngừng inh ỏi sủa, hoảng sợ Võ Đăng không dám lại gần. Ngay cả Ánh Mai cũng ái ngại, cô chỉ đành đứng từ xa cất tiếng gọi lớn. Bà thím ơi, bà thím. Âm thanh vang vọng nhưng ngay cả một câu trả lời cũng không có, ngoại trừ tiếng chó sủa. Bất đắc dĩ, Ánh Mai tiến lại gần. Tầm nhìn thu hẹp, cô mới nhận ra bà Tình cũng không có nhà, ngay cả cửa cũng chốt khóa cẩn thận bên ngoài. Sao rồi em? Bà thím có nhà không? Ánh Mai lắc đầu. Nhìn gương mặt buồn bã của cô, anh cũng đoán được phần nào. Võ Đăng liền an ủi. Nếu vậy thì chỉ đành về nhà ngồi đợi mẹ em trở về. Chắc đành vậy thôi anh. Cả hai quay người rời đi. Bất ngờ giọng nói một người phụ nữ cất lên. Ánh Mai, phải con không? Giật mình quay người nhìn lại. Mất vài giây, Ánh Mai mới ngờ ngợ nhận ra. Cô thốt lên. Cô bé phải không? Trời ơi, cô đây chứ ai? Nhìn con xém chút nữa cô nhận không ra. Trắng trẻo xinh gái quá bây. Lời khen từ bà hàng xóm làm cho Ánh Mai cảm thấy ngượng ngùng mắc cỡ. Cô quá khen, con cũng như vậy có khác gì đâu. Bà bé, người đàn bà nổi tiếng về độ nhiều chuyện, làng trên xóm dưới không ai không biết đến biệt danh của bà. Sự xuất hiện bất ngờ của Ánh Mai bên cạnh còn có cả Võ Đăng, bất giác gợi dậy tính tò mò trong bà. Nốt ruồi trên môi giật giật, bà bé đảo mắt sang Võ Đăng, rồi lại nhìn qua Ánh Mai gặng hỏi. Con đi đâu biệt tăm mấy tháng trời vậy? Cậu này là bạn trai con đó hả? Người gì mà đẹp phong độ quá trời? Sự thảo mai không đúng lúc của bà bé khiến Ánh Mai cảm thấy ngượng ngùng với Võ Đăng. Cô mỉm cười gượng gạo. Dạ, cô hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ là bạn của con. Nhìn cậu ta đẹp trai lịch lãm, cô tưởng đâu bạn trai con chứ. Mà bây đi đâu mấy tháng nay vậy? Dạ con... Ánh Mai ngập ngừng lúng túng, cô tiếp lời. À phải rồi, cô bé có nhìn thấy mẹ con đi đâu không? Con về không có mẹ ở nhà. Ngay cả nhà bà thím cũng chốt cửa. Bây không hay gì hả? Mà phải rồi, bây đi mấy tháng nay, làm sao mà hay biết? Câu nói của bà bé gây nên nỗi hoang mang lo lắng trong lòng Ánh Mai. Gương mặt cô hiện rõ sự nôn nóng sốt ruột. Vội vàng nắm lấy tay bà, Ánh Mai ra sức gặng hỏi. Hay điều gì cô bé?
Nhà con đã xảy ra chuyện gì hay mẹ của con? Mẹ của con bị gì cô bé mau nói đi. Thì không phải do Bay gây ra hay sao? Biết mẹ mình không được bình thường, vậy mà nỡ lòng nào bỏ nó lại một mình. Giờ này mẹ Bay đang cấp cứu ở bệnh viện huyện, bà Tình đi nuôi mấy ngày hôm nay. Vậy hả cô bé? Mẹ con nằm viện thật hả cô bé? Ánh Mai dường như không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Lòng cô quặn thắt lại, đôi chân bủn rủn muốn ngã quỵ xuống dưới đường. Cô nấc lên thành tiếng. Anh ơi, mẹ em, mẹ đang cấp cứu. Nhìn Ánh Mai đau lòng, Võ Đăng cũng không kìm được xúc cảm. Anh tiến đến ôm lấy cô an ủi. Em bình tĩnh lại, anh sẽ lập tức đưa em vào bệnh viện thăm mẹ. Mình đi liền nhà anh. Cô nóng lòng lo lắng, Võ Đăng gật đầu, tay không rời khỏi người Ánh Mai. Ngồi trên xe nhưng lòng cô không thôi lo lắng, lương tâm dằn vặt, thầm trách bản thân mình. Em đừng nóng vội, anh tin mẹ em sẽ bình an vô sự. Dù tập trung lái xe nhưng Võ Đăng vẫn quan tâm đến tâm trạng của Ánh Mai. Anh liếc mắt nhìn vào kính hậu, qua tấm gương Võ Đăng có thể nhận rõ sự nóng lòng sốt ruột của Ánh Mai lúc này. Cô im lặng, đôi lòng bàn tay đan chặt vào nhau, lệ tuôn dài trên mí mắt. Thím Tình khi nào Mai về? Bây tối ngày mai mai, bệnh không lo mà còn nghĩ đến nó nữa. Nhờ bà Tình chăm sóc sức khỏe của Tâm đã dần hồi phục, nhưng không lúc nào người mẹ khờ không thôi nhớ đến con. Điều này đã làm bà Tình tức giận. Dù hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ, nhưng nhìn Tâm đau khổ, bà lấy làm thương xót không thể kìm lòng. Nhưng con nhớ Mai nhiều lắm. Bà dịu giọng. Thôi được rồi, vài ngày nữa con Ánh Mai nó về, nhưng bây phải sáng ăn uống cho mau lại sức. Để thôi con Mai nó giận nó không về nữa đâu. Con biết rồi, con sẽ nghe lời Thím Tình, ăn uống đầy đủ để chờ Mai về. Tình yêu thương con của người mẹ khờ khiến bà Tình vừa thương vừa xót. Bà vòng qua đầu giường cầm lấy bát cháo nóng hổi đặt trên bàn, vừa thổi vừa đút cho Tâm. Bây sáng ăn, cháo thịt bằm thím nấu ở nhà mang vào. Cảm ơn Thím Tình. Lời cảm ơn được thốt ra từ miệng một người khờ, lẽ ra bà Tình cảm thấy rất vui. Nhưng ngược lại nhìn Tâm tiểu tụy, lòng bà cũng buồn sầu không kém. Thôi, ơn nghĩa gì, thấy Bây khỏe Bây vui, thím đây cũng mừng. Mẹ ơi! Bà Tình vừa dứt lời, bất ngờ một giọng nói cất lên từ ngoài cửa, như xua tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng lúc này. Bà Tình cùng Tâm quay người nhìn lại, hình ảnh Ánh Mai bằng xương bằng thịt, dán vào tầm mắt, khiến bà Tình ngây người sửng sốt. Ngay trước mặt là người mẹ khờ bấy lâu nay hằng mong nhớ. Không kìm được xúc động, Ánh Mai vội chạy đến ôm chầm lấy Tâm, nước mắt giàn giụa. Mẹ ơi, con xin lỗi, Mai của mẹ về rồi. Mai về với mẹ rồi, mẹ ơi. Nhìn thấy Ánh Mai, Tâm háo hức mừng rỡ. Mai về, Mai đã về rồi, Thím Tình ơi. Sự ngây ngô pha lẫn mừng vui của người mẹ khờ khiến Ánh Mai càng thêm tủi thẹn. Cảm xúc trào dâng trong lòng, khoảnh khắc này đây cô chỉ biết ôm mẹ cho thỏa lòng nhớ mong. Nhưng dường như đôi tay ấy đã siết hơi chặt nên gây sự khó thở cho Tâm. Người mẹ khờ lên tiếng. Mai ơi, mẹ khó thở, Mai thả mẹ ra. Giây phút xúc động khiến Ánh Mai không kìm được sự phấn khích trong lòng. Cô quên mất người mẹ khờ vẫn còn đang bị bệnh. Ánh Mai vội bỏ tay mình rời khỏi người Tâm. Giọt nước mắt vẫn còn lan dài trên má. Cô hé môi cười. Con xin lỗi mẹ, con quên rằng mẹ đang bị bệnh. Không sao, vừa rồi Thím Tình nói mẹ chịu ăn hết tô cháo thì Mai sẽ về. Công nhận lời Thím Tình nói hay như thầy bói. Sự ngây ngô của người mẹ khiến Ánh Mai cảm thấy hổ thẹn. Lương tâm dằn vặt không ngừng tự trách bản thân mình. Cô nắm lấy bàn tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Tâm nghẹn ngào nhỏ giọng. Con xin lỗi mẹ. Sự xuất hiện bất ngờ của Ánh Mai đã gây nên sự hoang mang cho người hàng xóm. Ngồi chứng kiến cô âu yếm bên cạnh mẹ, nhưng bà Tình vẫn chưa mấy tin vào đôi mắt của mình. Là con thật sao Ánh Mai? Bà Tình hỏi lại trong sự ngỡ ngàng. Dạ, con Ánh Mai đây bà Thím. Con trở về rồi đây. Con xin lỗi bảo đi mà không nói lời nào. Cảm ơn bà Thím đã chăm sóc cho mẹ con trong thời gian qua.
Mà phải rồi, mẹ con bị bệnh gì cần cấp cứu vậy bà thím? Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Con chịu về là tốt. Thời gian qua con bỏ đi đâu. Để mẹ bây ở nhà buồn rầu, nhớ thương, đêm nào nó cũng khóc. Rồi dần nảy sinh tâm bệnh, lại thêm mẹ con không chịu ăn uống, thành ra kiệt sức thôi. Ánh Mai cúi đầu trầm ngâm, gương mặt hiện rõ sự ăn năn hối hận. Con xin lỗi, con biết mình là một người con bất hiếu. Mấy tháng qua con cũng đã khổ sở, tự chất vấn lương tâm rất nhiều. Bà thím không trách con, nhưng nhìn mẹ bây bà không kìm lòng được. Sự xuất hiện của con như một liều thuốc bổ với con Tâm lúc này. Tâm bệnh của nó khỏi chữa cũng hết. Giờ con về rồi, hai mẹ con đoàn tụ vui vẻ, bà thím cũng nhẹ lòng. Dạ con cảm ơn bà thím, con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ. Phải rồi, sao con biết bà thím với mẹ con trong bệnh viện mà chạy vào? Ánh Mai liền kể lại mọi chuyện vừa rồi cùng sự tình cờ gặp được bà bé. Nghe xong bà Tình gật gù lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Mai về vui quá, Mai về với mẹ rồi. Nhìn người mẹ khờ vui mừng háo hức, Ánh Mai cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Bất giác cô nhận ra nụ cười tươi tắn của mẹ chính là hạnh phúc của cô lúc này. Cảnh tượng xúc động trước mắt khiến Võ Đăng như bị cuốn vào cảm xúc. Lòng nhẹ tênh, đôi mắt không ngừng dõi về phía cô. Gương mặt anh hiện rõ sự mừng vui. Võ Đăng gật gù, bất chợt hé môi cười cảm động. Cậu này là sao với con vậy Ánh Mai? Sự góp mặt của Võ Đăng vô tình lọt vào tầm mắt của bà Tình. Nhưng chính sự thắc mắc ấy, Ánh Mai mới chợt nhớ đến sự hiện diện của anh. Cô bật cười thốt lên. Còn quên mất. Dứt lời cô vội đi về phía Võ Đăng, kéo tay anh đến trước mặt Tâm và bà Tình. Dạ con xin giới thiệu với bà thím, đây là Võ Đăng. Anh không những là bạn mà còn là người ơn của con nữa. Là sao? Con nói gì bà thím không hiểu? Bà Tình gặng hỏi trong sự tò mò thắc mắc. Dạ chuyện dài dòng lắm, khi nào rảnh con sẽ kể lại cho mẹ và bà thím nghe. Nhưng Võ Đăng chính là người đã giúp đỡ con. Nhờ có anh ấy, con và mẹ mới được đoàn tụ. Ánh Mai mỉm cười, ánh mắt tự hào nhìn sang Võ Đăng. Lời khen ngợi ấy khiến anh ngượng ngùng ái ngại. Võ Đăng liên tục gãi đầu. Bên trong căn phòng bệnh, giờ đây rộn rã tiếng cười. Bất ngờ có tiếng bước chân đi vào. Người mẹ khờ được xướng tên. Nguyễn Thị Tâm. Mọi người quay đầu nhìn lại. Một nữ y tá đi vào trên tay cầm phiếu thăm khám. Cô tiến đến kiểm tra sức khỏe cho Tâm. Mẹ đừng sợ, cô y tá khám xem mẹ khỏe chưa, đặng còn cho mẹ về nhà với con. Được sự dỗ ngọt của Ánh Mai, Tâm cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cô y tá thăm khám. Cái tên Nguyễn Thị Tâm nhanh chóng ập vào tai Võ Đăng, gây ra sự ngỡ ngàng sửng sốt trên khuôn mặt anh. Võ Đăng lẩm bẩm trong miệng, gương mặt lộ vẻ hoang mang. Nguyễn Thị Tâm, cái tên này, liệu đây có phải người phụ nữ mình muốn tìm hay chỉ là một sự trùng hợp tên sống tên? Sự thắc mắc ấy vô tình lọt vào tầm mắt của Ánh Mai. Cô tiến về phía Võ Đăng gặng hỏi. Anh đang thầm thì điều gì mà có vẻ hoang mang quá vậy? Có chuyện gì sao anh? Võ Đăng ngập ngừng lung túng. À không, không có gì. Nghe vậy cô cũng không hỏi gì thêm. Kiểm tra sức khỏe xong, nữ y tá rời khỏi phòng bệnh. Ngay sau đó Ánh Mai cũng liền đi theo lấy thuốc. Trong phòng giờ chỉ còn lại Võ Đăng cùng bà Tình trông chừng Tâm. Sự vui mừng hớn hở trên gương mặt người mẹ khờ, lòng bà Tình cũng vui mừng không kém. Bà quay sang Võ Đăng. Cậu là bạn của con bé Mai hả? Vậy nhà cậu ở đâu? Cha mẹ làm nghề nghiệp gì? Dạ phải, gia đình con sinh sống tại Sài Gòn. Nhà con làm kinh doanh. À vậy ra con bé Mai nó bỏ nhà lên Sài Gòn. Con nhỏ này suy nghĩ còn dại khờ quá. Nơi đô thành nhiều cạm bẫy cám dỗ, nó không biết hay sao mà còn đâm đầu lên trên đó. Cũng may nó không bị người ta lừa. Dạ con hiểu nỗi lo ngại của bà thím, nhưng cũng không hoàn toàn trách Ánh Mai. Cô ấy tuổi còn quá trẻ, khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng Ánh Mai giờ đây cũng đã thay đổi. Cô ấy biết yêu thương mẹ nhiều hơn. Bà Tình không có ý trách cứ Ánh Mai, chẳng qua bà cảm thấy xót cho Tâm. Người mẹ khờ đầu óc không được bình thường, lại còn bị con gái bỏ rơi.
Bà tiếp lời, nếu không vì nghĩ tình ông dậu ngoại của anh Mai với bệnh tình mẹ của nó, bà thím đã không hơi sức đâu bỏ công ăn chuyện làm vào bệnh viện chăm sóc mấy hôm liền. Câu nói của bà Tình khiến Võ Đăng lấy làm thắc mắc. Tại sao vậy bà thím? Hình như mẹ của anh Mai không được bình thường thì phải. Còn ba của cô ấy đâu? Sao con chưa bao giờ nghe anh Mai nhắc đến? Bà thở dài. Không riêng gì cậu, mà nguyên cái xóm này kể cả tôi cũng chưa một lần biết mặt ba của anh Mai. Ông ta là ai? Đó là sự thắc mắc của cả thôn xóm, kể cả ông dậu ngoại con bé. Sự úp mở của bà Tình bỗng dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng Võ Đăng. Anh ra sức gặng hỏi, vậy là sao bà thím? Bà có thể giúp con hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của mẹ con anh Mai được không? Nghĩ đến đây bà Tình không thể kìm lòng, bà thở dài bồi hồi kể lại mọi chuyện. Mọi thắc mắc trong lòng được giải tỏa. Qua câu chuyện bà Tình vừa kể, Võ Đăng bất ngờ mừng rỡ. Hóa ra người phụ nữ anh và ba tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là mẹ của anh Mai. Một sự trùng hợp quá đỗi ngẫu nhiên khiến Võ Đăng ngỡ ngàng khó tin. Anh mừng rỡ vội vàng nắm lấy tay bà Tình díu dít. Con cảm ơn bà thím, chính bà thím đã giúp con. À không, giúp anh Mai tìm được ba ruột của cô ấy. Là sao? Cậu có thể giúp bé Mai tìm được ba con bé thật ư? Câu nói lỡ lời của Võ Đăng gây nên sự tò mò trong lòng bà Tình. Gương mặt anh háo hức, Võ Đăng lầm thầm trong miệng. Cuối cùng mình cũng đã giúp ba thực hiện tâm nguyện tìm kiếm con gái riêng. Anh Mai chính là em gái cùng ba khác mẹ với mình. Mọi chuyện cứ như là mơ. Ngay lúc này, người anh nghĩ đến trong đầu chính là ba của mình. Trước lúc bệnh nặng, ông đã kể lại sai lầm thời tuổi trẻ, chỉ mong Võ Đăng hiểu và giúp ông thực hiện nguyện vọng lúc cuối đời. Một thời gian trước, trong đêm đó, tỉnh dậy sau một giấc ngủ, sức khỏe ông Hoàng đã không còn được như trước. Căn bệnh huyết áp cứ tưởng như không nguy hiểm, nhưng chỉ trong một đêm, nó đã biến ông từ người bình thường phải nằm một chỗ. Ông bị đột quỵ bất ngờ, may thay kịp thời đưa đến bệnh viện. Mạng sống được cứu, nhưng ông Hoàng giờ đây phải mang theo căn bệnh tai biến đến hết cuộc đời. Từ khi lâm bệnh, ông Hoàng tiểu tụy hẳn, tinh thần không còn được như trước. Ông không ngừng giày vò bản thân, tự trách và xem căn bệnh của mình chính là quả báo cho việc làm đổi bại năm xưa mà ông đáng nhận lãnh. Bao đêm dài chằn trọc suy nghĩ, ông đã rất hối hận, luôn dằn vặt bản thân mình vì tội lỗi năm xưa. Buổi tối hôm ấy, ông gọi cho Võ Đăng vào phòng trước sự thắc mắc của người vợ. Anh muốn căn dặn con điều gì, sao không chờ ngày mai? Bây giờ muộn rồi, để con nghỉ ngơi. Bà vợ đã mở lời, nhưng ông Hoàng vẫn cương quyết muốn gặp Võ Đăng. Chuyện đàn ông với nhau, bà không cần phải biết. Cứ ra ngoài gọi thằng Đăng vào gặp tôi. Trước sự cứng rắn của chồng, bà Xuân dù lo ngại nhưng cũng đành làm theo lời căn dặn của ông. Bà ngập ngừng. Thôi được rồi, để tôi ra ngoài gọi con vào gặp ông. Dứt lời bà quay người rời đi. Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Võ Đăng bước vào. Ba cho gọi con. Ông Hoàng cử động nhẹ ngón tay xuống giường. Hiểu ý ba, Võ Đăng tiến đến ngồi xuống bên cạnh ông. Ba có chuyện gì cần nói với con? Ông Hoàng nhỏ giọng. Ba cho gọi con vào thật ra là có một chuyện bà đã giữ kín trong lòng mười mấy năm nay. Chuyện gì vậy ba? Ông Hoàng ngập ngừng, lòng day dứt không yên khi nghĩ đến tội lỗi năm xưa. Đắn đo một lúc, ông kể lại mọi chuyện trong sự đau khổ nghẹn ngào. Tất cả là lỗi do ba. Chỉ vì một phút nông nổi nhất thời, chính ba đã cướp mất đi đời con gái của một thiếu nữ. Sau ngày hôm đó ở miếu hoang, ba có trở lại vùng quê ấy một lần nữa trong chuyến công tác thì mới biết được cô gái khờ ấy đã mang thai. Bí mật suốt ngần ấy năm qua của ông Hoàng khiến Võ Đăng ngỡ ngàng sửng sốt. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt, lòng anh không ngừng tò mò. Võ Đăng nóng lòng gặng hỏi, mọi chuyện ra sao nữa ba? Cô gái ấy và cả cái thai trong bụng bây giờ như thế nào? Ông Hoàng tiếp tục trải lòng. Nghĩ đến ba lại càng hận bản thân mình. Tại sao lúc đó ba lại không đủ dũng khí để đối diện với việc làm sai trái của mình? Giá như thời gian có thể quay lại, ba nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ con cô ấy. Nói vậy là ba đã... Đúng, năm ấy sự nghiệp ba chỉ vừa mới khởi sắc, thêm phần lo ngại mẹ con,
nên bà đã không đủ dũng khí để nhìn nhận mẹ con họ. Bà đã chọn cách rời đi trong im lặng, để lại một cô gái cùng nỗi nhục cả đời mang theo. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Võ Đăng bỗng thấy xót thương cho số phận người phụ nữ và không thể đồng cảm trước việc làm ích kỷ của ba mình. Anh tỏ thái độ bức xúc, gắt gỏng với ông Hoàng. Tại sao ba lại là con người phụ bạc như thế? Bao nhiêu năm qua, ba chính là người ba mà con luôn xem trọng. Trong mắt con, ba chính là hình mẫu lý tưởng, là ông bố vĩ đại đáng để con noi theo. Nhưng nào ngờ tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang cho việc làm tội lỗi của ba mà thôi. Ngày hôm nay con thật sự xin lỗi vì phải thốt ra câu nói này. Con quá thất vọng về ba. Ông Hoàng không quá bất ngờ trước thái độ của con trai, vì ngay từ đầu lựa chọn nói ra sự thật, ông đã lường trước và chấp nhận mọi chỉ trích. Nhưng dường như phản ứng ấy chẳng đáng là bao so với việc nội tâm bị dày vò hàng ấy năm nay. Ông Hoàng bật cười trong nước mắt. Đúng, con trách đúng lắm. Ba là một kẻ phụ bạc. Ba không xứng đáng làm ba làm chồng. Ba bị bệnh như ngày hôm nay cũng là quả báo mà ba đáng nhận lãnh. Võ Đăng bỗng nhiên im lặng. Anh cúi đầu, lòng bàn tay đan chặt vào nhau. Gương mặt trầm tư, những dòng suy nghĩ không ngừng hiện hữu trong đầu. Giờ đây anh vô cùng bối rối. Dù không chấp nhận việc làm của ông, nhưng nhìn ba mình nằm trên giường bệnh, lòng anh không tránh khỏi ngậm ngùi xót thương. Võ Đăng nhỏ giọng, tại sao ba lại chọn nói ra chuyện này với con? Ông Hoàng ngập ngừng, gương mặt buồn bã. Ba cũng không biết, nhưng ba tin giữa hai người đàn ông với nhau, con sẽ hiểu và cảm thông cho tội lỗi của ba. Nhưng ba không sợ con sẽ nói lại chuyện này với mẹ hay sao? Ông Hoàng nở nụ cười tự tin. Ba tin con sẽ không làm vậy, bởi vì ba rất hiểu tính con. Con sẽ không làm tổn thương người khác, nhất là mẹ con. Vậy giờ ba muốn con làm gì đây? Ông Hoàng suy tư một lúc rồi lên tiếng. Ba không mong gì hơn. Ba chỉ xin con giúp ba thực hiện tâm nguyện cuối cùng trước khi ba ra đi mãi mãi. Ba không muốn đến cuối đời vẫn phải mang trong lòng sự day dứt không yên. Con giúp ba tìm gặp mẹ con cô gái đó, thay ba gửi lời xin lỗi và bù đắp cho họ có được không? Ánh mắt nhìn Võ Đăng như khẩn cầu tha thiết. Con đồng ý giúp ba chứ? Lời đề nghị ấy quá bất ngờ, nhất thời Võ Đăng vẫn chưa thể chấp nhận. Tâm trí anh vô cùng rối bời, lòng không ngừng thương xót cho mẹ con cô gái bị ba mình cưỡng hiếp. Không riêng ông Hoàng, ngay cả Võ Đăng cũng muốn làm gì đó để chuộc lại và bù đắp lỗi lầm ba mình đã gây ra. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, anh bất chợt nhận lời đồng ý. Con giúp ba không phải vì con cảm thông cho lỗi lầm mà ba đã gây nên, chẳng qua chỉ vì con cảm thấy mình mắc nợ mẹ con, người phụ nữ ấy, và muốn bù đắp cho họ. Động thái của Võ Đăng khiến ông Hoàng không khỏi vui mừng, giọt nước mắt xúc động đã lăn dài trên má. Ông nghẹn ngào, ba cảm ơn con. Giờ đây nghĩ lại mọi chuyện, Võ Đăng vẫn còn bàng hoàng khó tin. Sự sắp đặt của số phận quá đỗi ngẫu nhiên. Người phụ nữ trước đây, ba anh đã từng mắc nợ. May thay con gái bà lại được chính anh giúp đỡ. Trái đất không rộng lớn như những gì trong suy tưởng. Bà thím anh Đăng, con lấy thuốc cho mẹ xong rồi. Nãy giờ không có con, hai người ở đây nói chuyện gì mà vui quá vậy? Ánh Mai trở về phòng, nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ đứng ngay trước mặt, Võ Đăng rất muốn chạy đến nhận, nhưng vì suy nghĩ đến cảm xúc của mẹ con cô, hơn nữa bản thân anh cũng muốn chắc chắn hơn, chỉ còn cách giữ kín bí mật trong sự bất đắc dĩ. Võ Đăng ngập ngừng. À không, bà thím chỉ kể về chuyện lúc nhỏ tinh nghịch của em mà thôi. Cho là thật, Ánh Mai quay sang bà tỉnh nũng nịu. Bà thím này tự nhiên kể cho anh Đăng chuyện lúc nhỏ của con. Để anh ấy cười con rồi kìa. Ừ thì cậu ta hỏi bà mới kể, lúc nhỏ con dễ thương đáng yêu, có gì đâu mà xấu hổ. Nhân lúc Ánh Mai không để ý, Võ Đăng đã lén đưa tay bứt lấy sợi tóc của cô để nhằm xác minh xem chắc chắn như vậy không. Anh quay người sang chỗ khác, lén gói sợi tóc vào trong tờ giấy, nhanh chóng cất vào túi, tránh để cô phát hiện. Vài ngày sau, đúng hôm Tâm được xuất viện, cũng chính là lúc Võ Đăng nhận kết quả xét nghiệm ADN.
Trước đó anh đã lén dùng mẫu tóc của mình và anh Mai để kiểm tra. Căn phòng bệnh lúc này rộn rã tiếng nói cười. Anh Mai cùng bà Tình chuẩn bị thu dọn quần áo. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần. Võ Đăng vội vã đi ra ngoài nghe. Alo, tôi Võ Đăng nghe. Từ bên kia đầu dây một người phụ nữ cắt giọng. Dạ xin chào anh. Kết quả giám định ADN của anh đã có. Thì ra là cô y tá thông báo về kết quả xét nghiệm. Cảm ơn cô, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hồi hộp. Võ Đăng trở lại phòng, tiến đến bên cạnh Ánh Mai, ngập ngừng nói. Anh có chút việc cần làm, anh đi một lúc rồi sẽ quay lại đưa mọi người về. Cô gật đầu hé môi cười. Dạ vậy anh đi đi, lát nữa em và mẹ bắt xe đò về cũng được. Anh sẽ quay lại, em không cần đón xe. Dạ, em biết rồi. Dứt lời Võ Đăng quay người rời đi. Anh vội vã chạy đến phòng xét nghiệm để nhận lấy kết quả. Cầm tờ giấy đôi, tay anh liên tục run rẩy. Bên trong có thật là kết quả anh mong chờ bấy lâu. Nhịp tim từng hồi đập nhanh dần, không thể chờ đợi thêm nữa. Võ Đăng từ từ rút ra tờ giấy, lòng không ngừng hồi hộp. Con số 99,9% bất ngờ dán vào mắt, nụ cười vui mừng hạnh phúc nở trên môi. Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa chút bỏ gánh nặng trong lòng bấy lâu. Giờ đây biết được sự thật, Ánh Mai chính là em gái cùng cha khác mẹ, lòng anh lại càng nóng lòng muốn nhận và bù đắp cho cô. Võ Đăng vội vã cầm theo tờ giấy chạy về phòng. Nhìn thấy Ánh Mai, anh đã không kìm được xúc cảm, ôm chầm lấy cô. Ánh Mai, cuối cùng anh đã tìm được em. Võ Đăng, anh vừa nói gì em không hiểu. Ánh Mai hỏi lại trong sự thắc mắc. Cảm xúc dâng trào, háo hức. Võ Đăng cầm tờ giấy xét nghiệm đưa vào tay Ánh Mai. Cô vội vàng cầm lấy, gương mặt hiện rõ sự hoang mang. Kết quả xét nghiệm ADN 99,9% cùng huyết thống. Ánh Mai bàng hoàng, hốc mắt mở to trước dòng kết luận. Đôi tay cô run rẩy nói không nên lời. Cái này là sao? Em không hiểu, anh Đăng. Gương mặt trầm tư, Võ Đăng bồi hồi kể lại mọi chuyện. Trước Ánh Mai và mẹ cô ấy không ngừng cảm thấy có lỗi vì sai lầm ba anh đã gây nên. Võ Đăng tiến đến trước mặt Tâm và Ánh Mai. Anh cúi đầu nghẹn giọng. Con xin lỗi, anh xin lỗi. Một tuần sau khi Tâm xuất viện, dường như những việc làm trước kia của Võ Đăng đã khiến cô cảm động. Nghĩ tình anh đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua, Ánh Mai đã chấp nhận lời xin lỗi, xem Võ Đăng như một người anh trai. Trước mặt anh, cô tỏ rõ. Anh vô tội, vì thế em không trách anh. Anh chẳng qua chỉ là chuộc lại lỗi lầm thay cho ba mình. Trong câu chuyện này, ông ta là người có lỗi. Chính ông ấy đã hại cuộc đời của một thiếu nữ, mà người đó chính là mẹ em. Và kết quả như thế nào, thì anh cũng hiểu rồi đó. Nói đến đây, Ánh Mai bỗng thở dài, gương mặt trầm ngâm, cô nói tiếp. Dù có quan hệ huyết thống hay không, thì từ lâu trong mắt em anh đã là một người anh trai tốt nhất. Điều đó cũng không có nghĩa em chấp nhận ông ta làm ba mình. Cuộc sống của mẹ con em lúc trước như thế nào, thì bây giờ cũng vẫn như vậy. Em đã quen với cuộc sống thiếu vắng đi tình thương và vòng tay của một người cha, và mẹ cũng như thế. Mẹ cũng không cần một người chồng đã phụ bạc bỏ rơi bà ấy. Mong anh hiểu cho em và mẹ. Dù Ánh Mai một mực không chịu nhận lại ba, nhưng sự độ lượng của cô đủ để Võ Đăng cảm thấy nhẹ lòng. Anh vẫn muốn thay ông bù đắp cho hai mẹ con. Võ Đăng ngập ngừng nói. Anh hiểu được suy nghĩ của em. Nếu đặt trường hợp là anh, thì anh cũng khó lòng chấp nhận. Anh và ba không hy vọng em tha thứ và nhìn nhận ông. Nhưng em hãy nghĩ tình ông ấy đang bị bệnh, mà chấp nhận để ông bù đắp chuộc lại lỗi lầm trong những tháng ngày cuối đời. Ánh Mai bất chợt mỉm cười. Em biết là anh rất khó xử, anh muốn thay ông ấy bù đắp cho mẹ con em. Nhưng em xin lỗi vì khiến anh thất vọng. Em không nhận bất cứ thứ gì từ người đàn ông phụ bạc ấy. Sự cứng rắn của Ánh Mai khiến Võ Đăng càng thêm khó xử. Dù vậy lòng anh cũng không từ bỏ ý định. Võ Đăng đã dùng tiền của mình để sửa chữa lại căn nhà cho hai mẹ con. Không những vậy, anh còn giúp Ánh Mai mở một cửa hàng thời trang trên danh nghĩa một người anh trai giúp đỡ cô em gái.
Sự thông minh của Võ Đăng là hiểu rõ tính tình của anh Mai. Với lý do chính đáng ấy, cô khó lòng từ chối. Anh Mai miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ từ Võ Đăng. Vài tháng sau, cửa hàng thời trang của anh Mai buôn bán rất thuận lợi. Ngày càng có nhiều khách quen đến ủng hộ, thỉnh thoảng Võ Đăng cũng hay chạy về thăm. Cuộc sống của hai mẹ con từ đó được ổn định. Trải qua mọi chuyện, giờ đây ánh mai mới chợt hiểu ra, hạnh phúc vốn dĩ rất bình dị. Hằng ngày nhìn thấy cửa hàng đông khách và được quây quần cùng mẹ bên những mâm cơm, vậy mà xém chút nữa, chính cô đã đánh mất và bỏ lỡ những điều tưởng chừng hết sức nhỏ nhoi đơn giản ấy. Mọi thứ đối với anh Mai giờ đã tốt đẹp, nhưng lòng cô vẫn còn trăn trở, không ngừng nhớ đến Trọng Thiên. Mối tình đầu chưa kịp chớm nở cùng số tiền anh đã giúp đỡ khi cô chuẩn bị lên Sài Gòn. Cửa hàng giờ đã ổn định, người mẹ khờ cũng đã có bà tình chăm sóc, tâm không còn gì phải lo. Cô muốn tìm đến Trọng Thiên để gửi lại số tiền cùng chiếc khăn tay, thời gian qua đã luôn cất giữ trong người. Nhưng khi tìm đến nhà thì được biết Trọng Thiên đã lên Sài Gòn để ôn thi đại học. Ánh Mai chỉ đành quay về trong sự luyến tiếc. Trên đường về vô tình cô đã gặp lại Thu Minh, cô bạn năm xưa hay ức hiếp châm chọc. Ánh Mai bất ngờ thốt lên. Thu Minh là cậu phải không? Cậu là... Tôi là Ánh Mai đây. Bất ngờ gặp lại cô bạn mình ghét năm xưa, Thu Minh bỗng nhiên ngượng nghịu, cô ngập ngừng. Là Mai hả? Cậu bây giờ nhìn khác quá. Ánh Mai nở nụ cười tươi tắn. Cảm ơn cậu, thời gian qua cậu đã làm gì, cậu có ôn thi đại học không? Thu Minh không những ngượng ngùng mà còn cảm thấy xấu hổ trước câu hỏi của anh Mai. Tôi thì không tốt số như cậu, gia đình tôi không may gặp biến cố, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu. Giờ đây tôi phải đi làm thuê phụ ba mẹ trả nợ, chắc là cậu hả hê lắm đúng không? Nghe xong anh Mai chẳng những không chế giễu, ngược lại còn đồng cảm với hoàn cảnh của cô bạn. Gương mặt cô hiện rõ sự suy tư, ngẫm nghĩ một lúc lâu anh Mai lên tiếng. Số phận mỗi chúng ta ai cũng sẽ khác, tôi không cảm thấy buồn cười vì hoàn cảnh của cậu, bởi tôi biết cậu cũng không mong điều ấy xảy ra. Bây giờ tôi có mở một cửa hàng thời trang cũng đang cần người phụ, hay là cậu về cùng làm với tôi, chúng ta cùng nhau phát triển. Lòng tốt của anh Mai khiến Thu Minh cảm thấy hổ thẹn khi nhớ về những chuyện trước kia. Cô liền vội chối từ. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Cậu thật tốt bụng, nhưng tôi không xứng. Sao lại không xứng? Chúng ta là bạn học. Mọi chuyện đã qua tôi không còn nghĩ đến. Vậy nên cậu cũng đừng ái ngại. Về làm cùng tôi nhé. Dưới sự thuyết phục của anh Mai, cuối cùng rồi Thu Minh cũng đồng ý. Về làm cùng cô, cả hai vui vẻ hóa giải hiểu lầm. À phải rồi, cậu đi đâu vậy? Thu Minh thắc mắc. Anh Mai kể lại chuyện đi gặp Trọng Thiên để gửi trả số tiền, vô tình được cô bạn tiết lộ thời gian Trọng Thiên quay về. Vài hôm sau đó, nhớ lại lời Thu Minh, hôm nay chính là ngày Trọng Thiên từ Sài Gòn trở về. Từ sớm anh Mai đã giao cửa hàng lại cho bạn trông hộ, cô vội vã chạy đến bến xe. 15 phút đồng hồ trôi qua, anh Mai vẫn đứng đợi, trên tay cầm bó hoa tươi. Đôi mắt không ngừng dõi vào bên trong. Không uổng công chờ đợi, Trọng Thiên đã xuất hiện, nụ cười đã hé nở trên môi. Không kìm được sự vui mừng, anh Mai vội chạy về phía Trọng Thiên. Cô bất ngờ cất giọng. Trọng Thiên! Âm thanh vang vọng, dường như cả bến xe ai cũng nghe thấy. Sự xuất hiện bất ngờ của anh Mai tạo ra sự ngỡ ngàng. Trọng Thiên ngây người, tầm mắt hướng về cô gái trước mặt. Trong sự vỡ òa hạnh phúc, anh vội chạy về phía ánh Mai. Cả hai gặp lại nhau trong sự vui mừng xúc động. Ánh Mai, sao cậu lại ở đây? Tôi đến đón cậu chứ đi đâu, mà cậu không thích à? Trọng Thiên gãi gãi đầu cười. Không có, mình rất vui là đằng khác, mình nhớ cậu lắm. Ánh Mai nở nụ cười. Tôi cũng nhớ cậu. Cả hai nhìn nhau cười, sau đó nắm tay nhau cùng rời khỏi bến xe. Dưới bầu trời hửng nắng của buổi sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi lên từng nụ hoa nhỏ đang e ấp, chuẩn bị tung cánh khoe sắc làm đẹp cho đời, cũng giống như tình cảm trong sáng của cả hai dành cho nhau. Các
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Mẹ Khờ của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.